Như ghe chị lên lúa làm xong rồi. Chào mọi người nha. Chánh Phạm Như Băng hả? Chánh cô giống Lê Quân. Chánh Nguyễn Hưng. Chánh Hòa Tâm, Chánh Đồng, Chánh Kim Nguyễn Hồng. Xem like chia sẻ bài nha mọi người. Chánh Lưu Đặng. Bà Na 18 con hết anh ơi. Chánh Nguyễn Quốc Trung. Chào ông chủ. Ông chị mở máy rồi vậy? Chánh Lê Hồng Ước. Cái nít này ai vô nè. Chào Lê Thái. 40V mang guitar không có. Hòa Tâm ở chỗ Lê Hoàng tốt nha. Xem like chia sẻ bài này nha. Chỗ nhà giường. Rồi đem lên đồ nha. Pin Ryobi sống anh không có sống anh ơi. Pin Ryobi thì không có, về mình sẽ đóng lại nha. Rồi vít Makita không có luôn nhanh chân quản. Vít Makita pin đứng không. Khoan để em ghi mình lận cái. Em lên máng. Pin đang. Bán nữa lên gì bán. Chào ba cháu anh em không có. Chào anh Kevin Nguyễn, đại gia rồi đại gia anh ơi. Rồi, khoan 14.4 thôi anh em có. Pin và sạc ma 40V không có anh em. Rồi, kiếm em vài. Rồi, dây điện có. Dây điện nguồn đúng không? Dạ máy phay chưa thấy nên thấy em sẽ lên nha. Xem like chung xin một lượt chia sẻ nha. Rồi để em lên đồ. Hát thì chào. Rồi đầu like nha mấy. Không có cặp dít nha. Đầu dẹp đầu ok nha mấy. Rồi đầu like em bán cặp này là 30.000 luôn. Cặp 30. Mở hàng 30 nha mấy. Mở hàng 30 nha. Ơi. Dạ anh Tiến Dũng Nguyễn ơi, tại hồi chiều chị mới về sớm cho nên không ai rep tin nhắn cho mình. Mai chị em sẽ rep tin nhắn cho mình nha. Xem like cho em xin một lượt chia sẻ mình. Rồi chưa anh đòi bà khổ ơi. Để em có lên like cho em chốt lên like cho nó dễ nè. Rồi em có cái mỏ lết nha. Mỏ lết hiệu MCC. Cái này nó để số 150 nha. Còn mới lắm nha, ngoài hình còn mới lắm nha. Rồi cái này em bán 50.000 luôn à, mới 50 nha. Mới 50, số 150 nha. Xem like chia sẻ bài này nha. Chưa nó anh Tàn ơi, trận phi thường. Đám hàng giao hết, mấy hàng hết luôn. Rồi, Ryobi nha anh. Con này công suất là 1.050W nha anh. Lưỡi là 190 nha. Ngoại hình đẹp nha anh. Mới nha, mà nó bị thiếu cái nắp bảo vệ lưỡi nha mà. Rồi, cái này em bán là 240 luôn. Là mở thiếu 24. Rồi, ta cái này là cho người kiếm gì bình luận này sao ta? Không hiểu luôn. Bên có bên không.
rồi anh. Tại vì không biết đâu đúng ý anh không á. Chị ơi. Rồi, ghi UB nha mấy. Con này công suất 530W nha, lưỡi tắt cho hoạt động bình thường nha. Này đủ phụ kiện nha mấy. 17 mài 17. 17 mài 17. Chờ anh ra nào. Máy cắt lưỡi 22 23 có lên nhân bảo không trời. Mới 50 miếng kinh phi thường. Kéo tỉa cành em có, cần sức lực chưa có, các cành bim còn nha. Rồi, GUV nha mà, 7.2V hoạt động bình thường nha. 7.2V GUV nha mà. 107, phan 17. Chanh chai già anh bung bự đi xưa đi ghe anh ơi. Rồi lên pin luôn. Rồi anh đâu. Cái tỉa cành dài có. Rồi Makita đúng không? Con này công suất là 650W nha. Đầu 13mm. Cho hay tin tức sớm. Khoan 1 chiều đầu 13mm nha. 2 cấp trượt nha. Mai 17 mà. 200.000. Khoan 200. Ừ. Đây mai 17 em chứ kinh ngô mặc kệ. Kiểm tra chưa chạy Võ Văn Dơi, chạy Trần Hoàng. Ổn không? Chạy Phương Hoàng. Dạ, điện 220 không có, Dũng Phan ơi, điện 110V hết nha. Rồi, Makita nha anh, con này công suất là 480W nha. Lưỡi là 82 nha, hoạt động bình thường nha. Chỉ có cái là bể cái nắp bảo vệ với cô do nó nè. Đây. Nứt rồi nha. 220 luôn, lỗi bào 22. Lỗi bào 22. Không phải là máy đó đâu. Chẳng là không chụp được. Cái bên trong chụp được. Rồi. Phân bàn không có. Hôm bữa đi đơn bị chị ba mắng mạnh quá. Lý do sao mắng anh? Chị Nguyễn Văn Đỡ. Rồi kéo cái cành chạy pin hả? Chưa thấy nơi. Xôi gỗ chưa thấy thêm lên nha. Mà vỏ nhựa em có luôn. Bu lông thì em còn bu lông. Bu lông hơi. Ê, bu lông bình nó 12V nè. Chị đồ gỗ đặt lên. Rồi đóng kéo luôn anh. 120 kéo 12. Bảo lên giúp Makita pin đứng 12V. Bích đó. Rồi, em có cái lưỡi cắt cỏ lưỡi 255 nha. Lưỡi gỗ 380 không có anh ơi, chưa có nha, bích pin rồi cho anh Nguyễn Song Tộc. Lưỡi này bữa bán nhìn bảo 70.000 hả? Rồi lưỡi đem bán 70.000 nha, mã 70 nha. Mã 70. Trời ơi, bào sao mà mắng ảnh mạnh quá vậy, mắng nhẹ nhẹ được rồi. Rồi cứ xích em có luôn. Rồi em có cái búa nhổ đinh nha, cái chỗ này, cái chỗ bằng nhựa này nó bị xích ra nè, nó xấu. Em bán 100.000 nha. Mã khoan điện mà. Dạ không có điện 220 sang công ơi. Mã 600 nha. 600. Rồi pin sạc điện man mini nha. Cái này là san vô 24V nha mắt. Mini nha. Chấm mù pin 15. Anh nói gì không đó.
sao? Được không chị? Được không? Anh gì anh? Anh gì trời? Anh Phi Thường bên em chụp hình cho anh không được luôn á. Kiếm tên được nhưng mà chụp hình không được. Cảnh Tân Phan. Mấy cái cỏ chưa thấy Vít Magita 171 á. Pin xe đạp điện anh Nguyễn Phan. Pin xe đạp điện mini. Rồi, Hilti chứ mà. Con này công suất là 450W chứ mà. Khoan bê tông nha, chiên bê tông chứ mà. Hoạt động bình thường nha. Cái này em bán là 380, khoan 38. Bảy mươi em trước cho tên không đổi. Mấy cái cỏ còn anh đâu? Hồ bên 15 trước cho anh Lâm Thiên Dương. Rồi, Makita đó anh 36W nha. Đèn đó anh. Đẹp. Rồi, 200.000. Mù đèn 200. 36W. Mù đèn 200. Cho anh Tăng Quỳnh. Dạ, pin xe điện đó giá là 150, cách lấy anh ơi. Cách chốt rồi. Rồi, con này hiệu Sinco nha mà. Sinco nha. Ngày mai là khỏe mọi người. Cái này là 11.000 dòng trên phút nha mà. Công suất không có để nha, lưỡi tắt nha mà. Hoạt động bình thường nha. Rồi, 180, mài 18. Để đèn pin đôi đầu em có. Trịnh Châu Trần nặng thế. À, lưỡi cưa là lưỡi đó là lưỡi cắt cỏ anh. Lưỡi cắt cỏ. Lưỡi đó là lưỡi. Lưỡi gì quên rồi. Lưỡi 255 em bán 70.000. Mấy cưa gỗ em còn không điện 220 anh Cường Vạn. Cắt cành nha mấy. Cành viên ngang. Cái này dài tầm là. Cái này là 4 tắc nha anh. Dài 4 tắc nha. Đây, lưỡi cái nào anh? Rồi. Kéo 12 em trước kênh Lê Đức Tổng. 100k. Kéo 100. Có pin anh viên ngang. Kéo 100. Đèn pin ha, đèn pin có, đèn pin là loại bơm mới hôm bữa đó. Rồi, tỉa hàng gào chứ mà. Áp đâu mà áp. Đã trắng tự nhiên trận. Con này công suất là 320W chứ mà. Lam dài là 350 nha, hoặc bình thường nha, ngoại hình thứ 6 nha. Rồi cái này em bán 140, tỉa cành 14. Mua đèn 200 trước kinh Nguyễn Minh Duy, chị Nguyễn Phú Sĩ à. Ở dưới ghe á chị. Nghĩ sao mà nó lay áp vậy trời. Lay áp là cái mỏ nó dính. Đúng rồi chị đang đặt. Nói cái hết hồn luôn. Mài 18 trước kinh anh Nắng Hoàng, chị anh Trung Hiếu Lê. Lưỡi cưa gỗ 25 chưa thấy nha. Anh Hiếu đặng xem cho tin nhắn em nếu chụp bill gửi qua là dơ đơn rồi nha. Nói chậm thôi. Đừng đi. Bye bye. Nói gì có nhanh đâu, nó chậm mà. Mỗi miền Tây, mỗi hiểu người miền Tây nói chuyện. Rồi, GUB chứ mà. Vậy anh con này công suất là 210W mà đầu 10mm nha. Khoan 1 chiều đầu 10mm mà bình thường nha. Có điều tóc đó. 90.000, khoan 90. Khoan 90. Khoan 90 nha. Anh mua mấy mù thì nó phải chết rồi. Anh biết đâu, em đâu có biết đâu. Em chưa có trên tươi trần, mỏ hình chị chưa có. Tỉa cành xài điện 110V anh. Nói nhỏ xíu thì mà cũng không hiểu. Ông đang ở miền Tây đó mà ông vậy đó, Nguyên An nè. Rồi em có cái dao này nha, lưỡi đẹp luôn. Rồi cái này em bán 80.000 thôi nha. Mà trắng 80 nha, trắng 80. Trịnh Tiên Quốc. Cái gì mà khóc nữa đó. Mấy cái sắt có à. Quay Trịnh Trương Vũ Kha. Mỏ đính răng hay gì? Cái răng nằm ở trong cái mỏ. Rồi, Hitachi nha mà. Con này công suất là 760W nha, lưỡi là 165 nha mà. Đây. Hình đẹp đó. Chạy. Em chưa thấy nơi. 150, sát cưa 15. Sát cưa 15 nha. Vậy tôi nói tiếng cam với ông nha.
290 chú Trinh Vũ Hữu Quyến. Rồi cái cành em còn nha, xem like chia sẻ bài này mọi người ơi. Rồi phân bót có salon nè. Chào chú hai Nguyễn hai. Cho em xem kéo tỉa cây cảnh. Rồi. Dạ không có điện 220 anh ơi. Nó cũng phải chạy á. Chưa. Ông bảo nó dày tiếng Campuchia trên 10.000 nè. Sắp xa bay bao. Rồi giao 80. Chấn 80 em chốt cho anh Hồ Ngọc. Chị ngày nay có đi đơn cái con cưa bà lắp chứ chị. Anh Dâu Hùng. Anh Gia Đạo qua, anh qua nhiều bị á. Đây, anh nào kiếm Makita 12V đây. Makita 12V chiên dít. Để mà em xem lên đây, khoan 18 chưa có. Một máy, một pin, một sạc các bạn. Thùng này em bán là 500.000, thùng 500. Makita 12V chiên dít các bạn, hoạt động bình thường nha. Thùng 500. Máy là bao hoạt động với anh pin sạc bán màu nha. Máy cắt điện 220 anh không có điện 220 nha. Điện 110V hết nhưng anh không có điện 220. Thùng 500 chú Vinh Trần Quảng. Có không chị? Rồi, boss cho anh 7,2 tới 14V nha, kim lên đèn nha. Boss đứng nha. Chốt hồi tối 2 tới 14V nha. Chưa gõ em có nha, lại đây. Cơ khí 120 mù sạc 12. Kéo cành còn. Đúng không? Kéo đâu chị ơi. Phải kéo này không anh? Phải kéo này không, lưỡi đẹp nè. Cắn gỗ em bán 100.000 à, kéo 100 nha. Kéo 100. Rồi pin pin riêu bay như 14.4 của pin trường bán 100 mã 100 100. Này em bảo. Rồi. Nhiêu. Rồi em có con Hitachi nha. Giao à, rồi đợi em chút xíu nữa nó nằm bên thùng bên kia. Hitachi 14.4 của anh Minh Trường. Em bắn màu con này 400.000, mã màu 400. Màu 400. Rồi, đóng dít luôn á. Giờ cái bùng bự bán như vậy. Rồi, bộ này em bán là cái này là có dít dẹp 3 ke luôn chứ mà. 2, 4, 6, 8, 11 cây mới nè. 100 gữ dít 15. Trăm gữ dít 10. Rồi anh bỏ băng dơi. Trăm gữ. Anh chốt gì anh đừng bất ổn. Sạc gì á sớm. Dít 15. Sạc gì? Sạc boss anh. Boss 7,2 tới 14V nha. Boss đứng nha anh. Ghim lên đèn nhưng mà em bắn màu nha. Sạc 2. Ờ kéo nhỏ hả? Màu sạc 12. Rồi để em coi có anh sẽ lên. Kéo nhỏ. Ủa nhóc rồi tao nhóc rồi chịu vô. Thấy cỏ thì có thì lên. Dạ chào anh Phan ơi. Giao anh giao. Rồi chưa. Giao hôm qua. Chưa. Khoan anh ơi. Rồi còn con nào đẹp lên luôn. Trăm gữ kéo 15. Một đống luôn. Trăm gữ kéo 15. Kéo các con loại lớn có à. Kéo giống lưỡi leo chưa. Rồi rồi, anh Thành Phạm Băng hả? Đang đợi một chút rồi có anh sẽ lên. Kéo nhỏ hơn anh, kéo kéo ra. Rồi, biết kéo đó rồi. Rồi, Hitachi với anh 7,2V hoạt động bình thường mà. Trăm gửi, khoan 15. Trăm gửi, khoan 15. Trần Long Trần. Rồi, có 5 cây dao này nha. Bạn cắt giấy em hết lên Lĩnh Nguyễn ơi. 5 cây dao lưỡi đẹp nha. 5 cây này em bán với giá là 108 nha. Mã dao 18 nha. Dao 18, 108. Dao cắt giấy. Nguyên cái bàn cắt giấy photo á.
cái màu trắng gì đấy không? Còn có không? Có màu đen nha. Trắng gì đâu. Dạ không có điện 220 em ơi. Ờ à, rồi em biết rồi. Rồi em luôn trông đợi chút xíu. Bơm nước em hết. Rồi Makita nha anh. Con này công suất là 300W nha anh, đầu 10mm nha, phân góc nha anh. Đầu 10mm, hai chiều luôn nha anh. Hoạt động bình thường nha, 220. Khoan 22. Rồi cái này HTC 14.4 của anh, bắn mù cái này 400.000 mã mù 400 nha. Mù 400 cho anh đội Nguyễn Thanh. Chào hôm qua anh, chào hôm qua em chưa thấy mà, thấy em sẽ lên. Tép chốt cho. Để anh muốn má cỏ có anh bảo. Có má cỏ anh ơi. Trời em có cái kéo này nha. Như là cái cán nó bằng bằng gan gì vậy. Cái này nó may mắc cái lò xo chính giữa nha. Hitachi màu vàng này giá là 400 anh, cái này là màu 400, không có pin tép. 400 ngàn. Rồi chị biết giao hôm qua rồi. Cái này lưỡi đẹp nha, bán cái này 150 nha, mã kéo 15 nha, kéo 15. Khoan 22 em chốt trên Trương Vũ Kha. Ba cách dạc, gặt trên đâu có. Rồi anh. Nhưng mà cái này xong nó bị bung như này mới nè. Giờ thì lấy lại nha. Nó hơi bị gơ mới nè. Những cái bung như này nha. Gây cản lên nha. Kéo gắt sắt hả? Có luôn. Đấy, bằng gỗ nha. Đây, 280 luôn, lõi bàn 28. Lõi bàn kéo 15 em chốt cho anh Phạm Bảo Nam. Máy này em còn. Để rồi anh tắt Nguyễn Thanh có em xin ơi. Quay em nó lượm. Kéo lại con. Bào 2, bàn 28 chốt cho anh Nghệ Sĩ Nguyễn. Rồi, National nha anh, 12V nha. Lưỡi lần tắt ngốt nha anh, hoạt động bình thường nha, cứ bên nha anh. Máy thì hoạt động bình thường nha, pin bắn màu mấy nè. Kéo ống em có nha anh Quyên không? 400 ngàn, cắt 400. Kéo 15. Ôi. Kéo 15 cách chốt nè. Rồi có, biến áp em không có. Kéo 15. Bu lông bi em hết rồi, em còn bu lông bình thôi. Tỉa cành em còn. Kéo cắt trái cây ha. Kéo cái trái cây chứ không có đâu. Anh vạm về, có mấy cái chạy ghe về cũng vạm về rồi. Rồi màu 400 em chốt cho anh. Con này hiệu tô qua nha mà. Cái này lưỡi là 320 nha anh, lưỡi 320 nha. Cái này là 3.000 vòng trên thuốc nha anh, lưỡi 320 nha, hoạt động bình thường nha anh, mà thiếu lưỡi nha. Cái ngoại hình nó xấu. Kéo 15 qua mã nha anh chị Trần Thanh. Rồi, cái này em bán là 550 luôn, cắt 55 nha. Cái này Makita có. Cắt 55 nha, lưỡi là 320 nha. Bu lông hơi em còn bu lông bình, không bu lông hơi em cũng hết luôn. Rồi vít này em bán 120 nha, mẫu vít 12 nha. Nhiều lắm nha. Mấy cái mũi này là còn sử dụng được hết luôn á, nhiều lắm nha. Mẫu vít 12, 120. Rồi, National nha mình, 14.4 con nha. Bắn màu nha mình. Đinh hơi em còn. Vít pin có. Rồi, không có pin nữa mình, bắn màu luôn nha. National 14.4 con. 320, mù khoan 32. Mù khoan 32. Dạ dao rồi. 320. Vít 12 em chút kinh long chẳng. Ừ, vít một đống gì nữa không chốt con. 170 ngàn. 320 à. Xeo lên luôn. Xuống pin nha, xuống pin không có. Đây, có kéo này, có 150 nữa. Kìm chết mới có, nơi kìm chết cũ em có. Kéo nó bán 3 đi. Chị không có chốt được, chị dòng thanh lo cách chốt luôn, luôn kéo 13 luôn, một đống luôn. 13, kéo 13. Rồi không biết em còn, đợi tí xíu. Này
có ghim sạc em đâu. Em phải ghim sạc vô, ghim pin vô. Ghim pin mới được. Phải. Ơi, có lên đèn rồi nè. Ôi, nó có lên đèn nha, tại này. Rồi, cái này là sạc Ryobi để 18, nghĩa là 10.8 là pin trượt nè. Rồi, Hitachi với anh đầu 10 mm nha. Khoan một chiều và hai chức năng đầu 10 mm nha. Con này khoan tường bê tông được nha. Súng bắn đinh hơi em còn nhanh đinh cũ. Bình thường nha. Rồi, cây này em bán là 240 luôn, khoan 24 nha. Rồi, 230 đi mà. Khoan 23 nha. Khoan bê tông với anh đầu 10 mm nha. Một chiều hai chức năng nha, 230. Dạ, bích đi đi chi khách chốt lên, 13.400 khách chốt rồi. Trời. Rồi em có cục pin Hitachi 14.4 anh mili bắn mù cục này 100.000 bắn mù 100 nha, mù 100. Rồi Makita nha. 23 anh mà. Khoan 23 em chốt cho anh Nghị Hương. Nghị Hương Makita nha anh, con này công suất là 650W nha. Rồi theo dõi lại là 160 nha anh, đế nhôm luôn nha, hoạt động bình thường nha anh. Rồi 250 cưa 25 6 200 hôm qua là máy gì Nguyễn Phú em trình xin mấy mày Makita em còn cưa 25 nha. 100 em chốt cho anh Trần Quốc Hoàng. Rồi rồi anh đời bất ổn. Máy xoa bê tông. Pin đó là pin Ryobi pin 14.4 của anh. Ủa anh lộn, xin lỗi, pin Hitachi. Hitachi chứ. Mình lên Phan Ngọc à. Nhắm cao nhắm cốc nha, hoạt động bình thường lắm. Tính cái này là mắt thông số với mắt hiệu rồi mấy anh ạ, 170 luôn, nhắm 17. Rồi Hitachi nhắm anh 14.4 của anh nha, bán mù không mua giờ cáp chạy luôn. Bán hoạt động bình thường. Hitachi 14.4 volt với cáp H14 nha. DBNL với mắt có chỉnh lực luôn nha. Mà cái nút chỉnh lực của nó bị mất cái vỏ ngoài nha, nhưng mà chỉnh vẫn được nha. Rồi, cây này em bán là 600.000 luôn, dít 600. Mà hình hơi xấu. 600.000. Bán mù 400 mà anh xã thì 25 chứ Kinh Hưng Bảo. Hoạt động bình thường nha, 600.000 giúp 600. Nhám 17 em chú Kinh Quang Lê, chợ Lê Dương Thanh Phong. Giúp 600 chú Kinh Nguyễn Thông Toàn. Bán mù 400 anh không chịu mua. Khổ ghê. Nói chung bán mù chứ. Bán sát là không bao hoạt động, không bao sống nha, chừng nào em test nó hoạt pin động thì mới bao 18 nha. Em chưa thấy nụ chồng như nãy em test nó hoạt động thì bao hoạt động nha. Còn cái nào mà như cái này em bán mù đi Sinol 14.4 volt 300.000 mù khoan 300 là em không bao hoạt động nha. Chị chụp, Ryobi nha anh, con này công suất là 510W nha anh. Công suất là 510W nha, lưỡi là 92 nha anh, hoạt động bình thường, hình đẹp nha, siêu mới nha anh. 300.000, bào 300. Bào 300 bên hông á. Ừ. Sao màn hình trắng tươi không thấy gì hết. Anh Barry chờ chờ Vinh ơi, anh thoát cho anh vô lại đi. Bào 300 nha. Rồi em có cái dao Cozini nha. Hàng này là hàng hiếm hơn là mấy cái dao kia. Mấy cái dao 60, cái loại kia khía gì. Lưỡi siêu đẹp luôn. Rồi dao này bán 120, mình mã dao 12 nha. Dao 12. Anh
Rồi cây búa. Dạ chào cô Phạm Thị Hòa. Rồi cái búa này bán 50 ngàn nha mình. Mã búa 50 nha. Búa 50. Bảo có cái mùi khoan pin nào 300 không? Mùi 300 chóp trên đồ gỗ huy lượng. Khoan pin 36 von chưa thấy anh Đùng, anh Đình Trung Mộc phải thấy sẽ lên nha. Giao 12 một chiếc kinh hiếu đàn. Rồi, Hitachi nha má. Cái này đầu là 20mm nha, đục bê tông á. Bên mát không có, bên mát không có đấy. Như là nó bị nhông hay gì, mấy bể đạn hay bể nhông gì đó. Rồi, bản sát luôn. 400 ngàn, sát đục 400, đầu 20mm nha, Hitachi nha má. 400 ngàn, sát đục 400. Rồi. Máy cắt cầm tay em còn nó giao qua mã. Magita 18 thôi, chưa thấy Nguyễn Định thấy sẽ lên. Giao 12 qua mã. Pin sát pin không anh ơi. Rồi này 14 thôi hay gì nè. Cái này là 18 thôi nè, hai cái này bán sát, hai này 50 ngàn thôi, bán sát 50 nha. Sát 50. Ba chức năng em chưa thấy như mấy kia lên. Kêu em 12 thôi em có. Rồi, Toshiba đó mà. Con này công suất là 510W nha, lưỡi tắt chứ mà, hoạt động bình thường nha. Vỏ nhựa ấy mà. Ngoại hình thì nó hơi dính nhớt hơi xấu. 50 một chiếc chanh Lê Trương Thanh Phong. Rồi, 160, mài 16. Pin 18 chưa có anh. Trần Thanh Hùng Nguyễn. Mài 16 à. Rồi cưa gỗ lưỡi dài luôn. Alo chị. Rồi, cưa kiếm với anh hiệu Đi Quát nha. Cái này là 36W nha, điều quát 36W nha, cưa kiếm mà. Không có pin test nữa, bán màu luôn. Rồi. Cái này em bán là trên Minh Vũ Đào 350 mà. Lên mã màu vàng 35. Cưa kiếm 36W, điều quát. Quý Linh có. Chỉ thăng máy thôi nha, 350 màu vàng 35. Sữa Golot hả? Golot chấm còn 3 hộp kìa. Ngày mai em mua, em còn 3 hộp, nhưng ngày bữa hôm em mua cho Thịnh nó uống mà nó không biết uống bỏ hết trơn. Còn 3 hộp toilet chứ. Để Dung vô em lấy cho. Ngày mai mua khác. Còn 3 hộp nhỏ tới đây uống đủ không? 3 hộp nhỏ tới đây uống đủ không? Còn 3 hộp. Rồi cưa tay em có. Rồi cái này, cái búa nhuận này, chỗ này nó bị xích cái miếng nhựa nha. Nó hơi xấu, bán 100 ngàn mà, xấu 100 nha, xấu 100. Dạ, có cưa lộng anh, có cưa lộng. Ừ, biết rồi. Bỏ đói ra đi. Rồi, dây ổn nha mà, đây, 1. Dạ, đóng kéo nó bán 130 anh. 3, 4, dạ, chưa thấy nguyên chung, thấy cái rồi, 6 dây nha. Dây ổn nha mà, ổn nhỏ. 108, dây 18. Mà 16 chú Trinh Lý Tâm. Kéo nè anh. Ờ, đóng kéo này hả? Đóng kéo này em bán 130, kéo 13, nhiều lắm. Rồi em có cái kìm cạp nha. Nó nhìn nó xấu quá, em bán cái kìm cạp này 70 ngàn, mã 70 nha, mã 70. Rồi, lên trên cưa lộng luôn. Bê tông pin có. Rồi, pin xe đạp cũng còn nha. Bữa này em bán 100 ngàn, mã 600 nha, nó hơi xấu một tí. Rồi, Makita đó mà. Con này công suất là 520W nha, lưỡi là 140 mà. Lưỡi là 140 nha, hoạt động bình thường. Ngoại hình thì nó hơi xấu nha. Trăm gử, cưa 15. Cưa 15 nha. Khách chốt còn nữa nha. Dây 18 chốt trên đồ gỗ Thắng Hậu, 70 em chốt trên Đinh Thịnh. Kho nhiệt có thì lên nha. Rồi, National 12W nhưng anh Kim không lên đèn nha. 50 ngàn. Mù sạc 50, không lên đèn mà. Bu lông điện. Đó, như trong cái thùng nó còn bu lông điện còn cây kìa mà không biết. Hỏi anh chị Phượng coi có thấy cái bu lông điện nó lớn.
có không? Hộp màu cam phía sau rồi, hộp màu cam phía sau. Rồi để em lên luôn. Xem like chia sẻ bài nhớ chấm bài tương tác thì mình làm thả tim thả like mình nha. Rồi, bu lông nha anh, đầu 3/4 nha. Hitachi, con này công suất là 360W nha anh, đầu 3/4 nha, bu lông nha anh. Mà bu lông rỗng nha. Hoạt động bình thường nha anh. 18 chưa có. Còn hai cái đầu khẩu luôn nha. Rửa xe có. Rồi, thùng này em bán là 450, thùng 45. Thùng 45. Nổi cái thùng này hết 150 luôn. Rồi, chưa thấy anh thùng lơi. Cái bu lông nó tính ra có 300.000 nữa. Thùng. Cơ 15 em chốt trên đặng liền. 400 thùng 45. Chưa thấy đội thủy lực. Giao hàng có chuyển khoản. Dạ cọc chuyển khoản mới đi đơn nha. Không ship code rồi. Thùng 45 trước tranh Nguyễn Trần Minh Hiếu. Búa nào anh kia, búa này 100.000 mà búa 100 nha. Búa 100. Dạ cái bắt kiện em còn nha. Đi hồn Tịnh Tùng Đào. Cặp vít hai chiều nha. Nó bị bể đi nha. Hình như là trong đây còn nghỉ luôn á. Đây nè, nó bị bể á. Cặp này mát sát, cặp này 70.000 nha, mát sát 70 nha, sát 70. Em có cái đội này không biết là phải là thủy lực không á. Xem giúp em nha. Có gì nha má. Không biết là phải không nha, dây nhợ luôn á. Hai cái đầu gì nữa không? Sát 70 cái đầu vô. Rồi, có dao đẹp nha. Rồi, thùng này em bán là rồi, anh Huỳnh ra ra để 550 nha anh ơi. Một mù thùng 55. Mù thùng 55, 550 nha. Không biết là cái gì luôn á. 550, mù thùng 55 nha. Rồi, mấy cái kéo, bộ kéo đó là bộ kéo đó là em bán 130, mã kéo 13. Chân điểm chị chàng bán đồ bãi mà đi kêu chân điểm. Búa to có anh Nghĩa Vũ. Rồi sạc này là sạc này Sino. Không lên đèn. Không lên đèn nha, em bán sát cục này 50.000, mã sát 50 nha. Sát 50. Bộ kéo này nhiều lắm nha. Kéo này nhiều lắm. Rồi có cái dao thép chống nha. Lưỡi siêu đẹp luôn, nhưng mà cho nên nó bị gãy cái đầu một xíu nè. Rồi cây này em bán 180 nha, mã dao 18 nha. Dao 18. Tàn cái thuốc là đúng không vậy? Tàn gì đó, tàn đi. Tàn đi. Bàn cắt giấy có thường về comment. Dạ không biết hết rồi. Là có khi là nó về. Ai à? Ai mà? Ai à? Lâu lâu chưa sung sướng bữa. Ai à? Ai à? Ủa? Ông Tâm hả? Ông Tâm hả? Sửa xe em có đầu khẩu không có nơi. Kéo 18 chứ Nguyễn Thu. Đây kéo đây. Kéo nhiều lắm. Tưởng đâu. Rồi bộ kéo này bán 130 mà kéo 13 nha. Kéo 13. Đây, em có 4 cọng dây nguồn nha, dây cắt máy nha. Rồi, 4 cọng này em bán là 160 luôn, dây 16. 160, dây 16. Kéo 13 em trước trên Nguyễn Tài. Nguyễn Tài Thắng. Dây 16 em trước trên Võ Minh Khoa. Khóa cỏ hết trên độ khóa thôi. Hitachi nha anh, con này công suất là 505W nha anh, lưỡi tắt nha. Hoạt động bình thường quá. Giao trên bàn khách chốt anh. 107, mài 17. Mài 17 nha. Xem like chấm chấm bài thở tim thở like mình anh ơi. Kéo khách
chốt dây 16, mã dây em còn nữa để em lên. Gì vậy? Em coi bình thường. 27 em chốt cho anh Phạm Thanh Phong. Kiếm cục sạc 35. Rồi, kéo kiện em còn. Rồi, Hitachi nha má. Con này công suất là 335W nha, đầu 10mm nha má. Phan một chiều mà hai chức năng đầu 10mm nha. Con này là phan tường bê tông được chứ má. Rồi, thùng này em bán là 208, thùng 28. Thùng 28. Máy bay thẳng anh, máy bay thẳng chưa thấy. Rồi rồi, cảm ơn Âu Dương Thanh. Rồi máy dưới xe em có anh Hưng La ơi. Mày 17 em chốt cho anh Phạm Thanh Phong. Dạ dao em còn. Rồi còn phân gốc luôn nha ha. Mày dao. Rồi, con này hiểu cây chơi nha má. Công suất là 1250W nha má, một cộng bình thường nha. Qua đi ghê anh Gia Đào ơi. Mà nó thiếu dây vậy, thiếu súng nha má, chỉ có thang máy thôi nha. Đây. Rồi, con này em bắn mù nha má. Nói chung là máy hoạt động nha, nhưng mà mù là mù nước má, không bao nước nha. Trên Trần Ngọc Long. Rồi, 650, mù vàng 65. Chị nhắn tin với anh 650, mù anh vàng 65 đi chị. Mở đất răng chưa có nữa, mù vàng 65 nha. Anh nói điện 220 phải không? Chị nói điện 110 để anh coi có chốt không, chốt chốt trên kia lại. Anh kia cũng chốt mai 17 luôn. Anh Thanh Phong á. Anh gì đó? Anh Phạm Thanh Phong á. Mới vô chốt đó. Hùng 28 em chốt cho anh Nguyễn Văn Lâm. Rồi rồi anh Hùng Nguyễn đem lên. Rồi em có cái thùng nha mà. Đây. Kìm cắt dây điện nha má. Đây, kìm nhọn nha. Mù vàng 65 à. Dịch nha. Máy rửa xe là mù vàng 65. Búa, giờ mẫu quả nha má. Rồi, thùng này em bán là 250, thùng 25. Thùng 25 nha má. Đây, nhìn xịn sò nha. Dao này có chuyện nha, mà cái lưỡi nó bị mẻ mẻ hết rồi. Rồi cái này bị mắc cái cán. Mắc cán luôn. Không có hình đó anh Trần Ngọc Lâm. Thùng 25 chút cho anh Lên Lê. Rồi dao này mắc cái cán, giờ làm cán không anh? Mấy cái lưỡi dao này đẹp không à? Anh Lê Quang Hùng. Rồi em bán bộ vô lỗi này với giá là 120 nha. 120 mã lỗi 12 nha. 120 mã lỗi 12. Xem like trong xem một lượt chia sẻ mình, chia sẻ bài mà em nha. Tạm dạng hút đi. Cái gì ta? Cái máy rửa xe đó là màu vàng 65 dùm em nha. Súng hơi 1 inch còn không mà. Dạ súng hơi thường thường là bắn màu hết nha anh Ngọc Lê ơi. 1 inch em còn một con để em bắn màu á, chứ em không có bao hoạt động. Cho nên là nó. Rồi Hitachi nha má. Con này công suất là 380W nha anh, đầu 13mm nha. Khoan một chiều, hai chức năng đầu 13mm nha anh. Con này khoan từ bê tông nha. Test không chạy mà nó bán sát luôn nha. Rồi, 250 sát thùng 25. 250 sát thùng 25. Có anh Hoài gì mới lấy đồ mớ được, nhưng mít kia lơi có hai đứa nào. Sát thùng 25. Nào không có sợi nữa. Rồi lên cưa lộng cho anh luôn. Rồi bớt pin em còn. Rồi em có cái đuôi chuột nha. Đuôi chuột hai đầu nó đều 19 hết. Cái đuôi chuột này em bán 70 ngàn luôn. Mã 70 nha. Mã 70. Đây. Mua lông đồng anh đây. KV kép 4500 nha má. Hình thì siêu mới mà nó. Tốt còn ăn bình thường. 1.7 triệu nha má. Lên mã mù nặng 1.700 nha. Dao đó là lỗi 12 nơi phong pin boss mù nặng 1.700 nha mà, 1.700
7. Ờ à, rồi. Mày dao, mày hay đầu em có. Ủa trời, đồ lao em bảo ơi. Sát thùng 25 rồi. Sát có nữa. Có sát có. Ừ, có thùng nhưng không có xác. Toàn là thùng luôn. Lỗi 12, chúc Tranh Lâm Chí Thọ. Bắn, bắn kim rồi. Dạ không có, anh Minh Đoàn ơi. Lỗi 12, cách chốt rồi. Xem like, thả tim, thả like, chấm chấm bài tương tác em giúp em. Tỉnh rảnh cho em xin một lượt chia sẻ nha. Súng hơi còn, ơ à, súng hơi em còn một in á. Giao qua mã anh Ngọc Quang. Rồi hộp Makita đúng không? Cùng màu cam làm sao? Con này công suất là 310W nha. Đây, cưa lọc Makita 310W mà có điều tóc luôn nha. Còn cái hình hơi xấu nữa. Rồi, 160 luôn, lọng 16. Lọng 16 nha. Còn màu cam đằng sau còn lớn nữa. Bắn cuộn anh ơi, hiệu mát nha. Mấy này hay đá, có bu lông hơi, có bu lông đầu một bên mới lên. Còn đinh đi thanh luôn á, siêu mới nha. Gắn vô không được, không biết sao nữa. Rồi, thùng này em bán là 250, mùi thùng 25. Mùi thùng 25 nhưng mà 250 nha. Súng bắn lên cuộn nhưng mà hiệu mát nha. Bót 18 có hay không? Thì còn đầy đủ nha. Bót mà 18 mà bên đứng thì có nha mà. Còn bên trượt không có nha. Búa vô củi nè. Chị điện không hơn đâu gì dạ, anh Thanh Tuấn hả? Không anh Thanh Tuấn có nghĩa là bên em là chụp hình gửi với tin nhắn Messenger cho mình đó. Cho nên là không cần điện thoại. Rồi, tiện cành luôn. Lộng 16, một chiếc kinh độ mạnh thưởng. Chờ anh Lê Tuấn. Dũng dưỡng bán. Chạy ghe bên kia đi, tại nãy nghe nói còn 20 tấn thôi đại. Đây, Hitachi. Cái này là 14, 18 won thì mới là Hitachi nha. Gì? Mà nó bị quẩy cái vỏ banh chành thì mới. Không chạy ghe gì luôn á. Mai mới chạy. 60.000, sát sạc 60. Mở lết răng hết. Rồi, boss nha anh. 7.2 24 won nha, kim đen đèn nha anh. Pin đứng nha. 150 mù sạc 15. Rửa xe đó em bán mù 650, mù vàng 65 nó kim điện nó vẫn lên bình thường nha, nhưng mà bán mù. Chị anh Nguyễn Hưng. À, có cục pin GUB 12V bắn mù này 60.000 bên nở mù 60 nha, mù 60. Sạc Makita 18 em tạm hết anh ơi. Makita 18 em tạm hết rồi. Máy quậy sơn có à. Mù 60 chứ kênh 2 fan. Rồi Hitachi nha mấy. Con này công suất là 400W nha. Đây, cứ lộng nha mấy. Hoạt động bình thường có điều tóc nha. Mà con ốc kẹp lử cứ nuôi mắt các bạn ơi. Nó chế lại cùng ốc vít nha. Đây. Trời, 108 luôn, lộng 18. 108. Cái nào chị? Ôi, có khách chốt rồi, có khách chốt rồi, mà 17 á. Mai 17 em chốt lên trên Nguyễn Minh Hòa lại nha anh chị em. Súng đinh chỉ không có. Máy hè không có anh ơi. Tại vì chưa có loại sạc anh cần á. Một thùng 25 em chốt cho. Khoan 2 chiều mini nha anh. Hoạt động bình thường nha. Cái này công suất là 70W nha anh. Đấy, có điều tóc luôn nha. Hình ngoại hình nó hơi xấu nha. 100.000 khoan 100. Khoan 2 chiều mini nha.
khoan trăm à. Rồi có kìm chết hiệu Kabushi nha, bán 160, có kìm chết 16 nha. Ngàn Kabushi. Mùa thùng 25 qua mã hả? Xin chưa? Đi ghe hay đi xe vậy? Chi đâu? Rồi, máy cắt mini chứ mà ở hình đẹp nhưng mà tát không chạy mới nó bắn sáp luôn nha. Lưỡi cứ kiếm em có mài đẹp chút xíu rồi. Cái này máy cắt này lưỡi tầm là ôi bữa đóng đinh cắn cao su em có luôn. Phan trăm em chốt chanh khai phan. Lưỡi này như là 5 phân thì mới. Rồi 108 sát thùng 18. Rồi chào anh em còn viên nè. Em cái này được không? Cái này nó bị nó giống như là nó bị sao ta qua nè. Bót 18 không có. Cái này nó bị sức cái này vậy. Dạ không anh ơi, không có bán viên đá lẻ hết rồi. Rồi nó bị sức cái miếng cao su ở đây miếng nè. Mà nó 6 bán 100 ngàn mà búa 100 nha, búa 100. Thùng đen bao nhiêu vậy em? Thùng đen nè anh Lộc Nguyễn. Thùng sát ha, 108, sát thùng 18. Rồi, GUV nha anh. Cái này lưỡi là lưỡi tắt nha anh. Đây, ngoại hình nó hơi xấu nha. Xấu là xấu cái. Cái này lưỡi tắt 25, máy cắt tay có. Rồi, 100 gửi luôn, mài 15, GUV nha anh, lưỡi tắt nha. Đuối chế củi đợi em tí xíu nữa. Rồi. Rồi còn pin Makita 12V nha. Bán mù này 60.000, mã mù cam 60 nha, mù cam 60. Máy mài lưỡi 125 luôn. Mài 15 chút chanh bun, anh bun hao. Là mũi khoan. Cam 60 chứ chanh bùn mình. Đây, khoan tường, khoan gỗ, bê tông gì có. Đóng luôn. Có dao gập luôn á. Đây. Đầu khẩu luôn á. Rồi. Thùng này bán là 600 ngàn đúng không anh? Thùng 600. Thùng 600. Thùng nó hơi mất mớp nhẹ lắm. Thùng 600. Mà 15 qua mã, mùa cam qua mã. Rồi em có cái dao hiệu Cozini nha. Dạng lưỡi răng cưa thì em bán cái dao này 60 ngàn. Mà dao 60 nha, dao 60. Lưỡi cắt hợp kim chưa có. Rồi em có lưỡi cưa gỗ nha, lưỡi 165. Lưỡi cưa gỗ lưỡi 165 chưa qua sử dụng nha. Rồi em bán lưỡi cưa này với giá là 140 nha. Mà lưỡi cưa 14 nha, con lưỡi mà lưỡi cưa 14. Cái này là hàng nhập nha. Búa đinh đó anh. Búa đinh em mới lên đó. Makita nha. Con này công suất là 650W nha, lưỡi là 160 nha, hoạt động bình thường nha. Đây. Có thắng luôn nha anh, thiếu cái lưỡi. Rồi lên cơ tay cho anh luôn. 240 cơ 24. Cơ 24 à. Rồi lưỡi cơ 14 chút cho anh Nguyễn Huỳnh Thanh. Đây anh búa đóng đinh đây. Búa đóng đinh nhỏ đinh luôn nha. Và cái cao su nó hơi bị chóc chóc ở đây không sao nha. Rồi 90 ngàn luôn á anh. Búa 90.
Dao 60 em chốt trên Minh Nhật Huỳnh. Dạ đúng anh, điện cho 10V rồi cưa có luôn. Máy cắt có. Cái 10.8 bán nhiêu mà. Khoan trăm qua mã. Rồi em có cái này nha, cái vít này nha. Cái vít này Hitachi 10.8 của anh nha. Cái này nhiêu mà. Sao gọi test. Rồi khách lưỡi cưa khách chốt hả? Test đi. Bim nó làm gì đồ có. Lưỡi cưa khách chốt anh ơi, búa chính ơi, chú Kinh Bao Nguyên. Rồi Hitachi nha mà. 10.8 của anh nha, chỉ thang máy mới vô biên nha, xin test, còn mình có quy thì hoạt động bình thường. Cưa 24 em chốt cho tôi 250 khoan 25 250 khoan 25 nha, không có vỏ pin nha, thang máy thôi nha. Đây, còn được chín cái đầu dít cho mình. Hả? Khoan 25, 250. Mày được tóc không con? Dạ. Tôi bán đi, khó chịu. Rồi em có cục pin UV nha mình. 12V là mới, nó bởi cái đầu nè. Nó bởi đây nha. Em bán sát cục này 30.000 đi, mà sát 30 nha, sát 30. Chào mọi người nha mọi người. 325 chú Kinh Novita, súng bắn diêm. Rồi, nó cầm anh ơi. Cái lưỡi nó hơi nhâm nhâm nhẹ nha. Không ảnh hưởng, không sao nha. Khoan thì bít, bít không nữa. Khoan hả, khoan lộn anh ơi. Thuốc điện tử em hết rồi. Sát 30 chú Kinh Hồ Minh. Má nè. Má nè. Cho mình nó xéo. Xong rồi cái lò xo nó cái trên cái dưới nữa mà anh. Bóp nó không sát được nha. Rồi 120 luôn, 120 kéo lõi 12. Trời ơi, vít có à. 120 kéo lõi 12. Chào đẹp trai kìa. Da đào. Chào trai thôi anh, chứ đừng đẹp lắm. Tin Bana chọt có. Khoan 2 chiều với mình hiệu Edman nha. Khoan 2 chiều mini với mình bị cháy ruột quá nè. 50.000 luôn, sát khoan 50. Sát khoan 50. Cấm chưa? Yeah. Ui danh má không? Rồi kéo này dài 64 nha má. Cán nhôm luôn nha. Tín hiệu đó không có, Nguyễn. Kéo này 103, kéo 13. Kéo 13 nha. 103. Lưỡi không mẻ nha má. Sát khoan 50 em chú Trinh Hồ Minh. Sát khoan nha. Mình lưu ý chút hàng bên shop này là cặp chuyển khoản, mình đi đơn một chiếc cốt nha. Cái này là cắt cái gì mấy anh ơi, sao mà nó để đây là cốt nha mình. Đây. Cốt nha mình. Cảm ơn mình kéo 13 chiếc Kinh Nguyễn hơn dành quá. Có lưỡi dao này nha. Lưỡi dao cái khung gì nha mình. Ba mẹ hả? Chua rồi 250 chứ mà chẳng 25 nha. Chẳng 25 250 chứ mà. Làm đâu? Cái này là cắt cái gì mà nó thử giao lên. Cắt 25 250. Đấy đi. Đi mẹ ra Lào á. Chắc nó về đi trước cái sao về rồi. Giờ kéo cạnh còn. Rồi kéo này cũng tầm đó nè mấy anh. Cái lưỡi xéo xéo nè mấy anh. Không đâu anh ơi. Cán nhôm cán vuông nha, kéo này 140. 140 kéo 14. Mày đưa lại 7 chữ cho. Cái này kéo lỗi 12. Ủa nó kéo 15 đâu. Quá nực rồi, quá nực rồi mấy anh ơi. Rồi xem lại cái cành kìa đây anh. Quá bán lõi cái này nha, nó bị kẹt cái gì á. Mã lõi 12. Hát kìa. Máy cắt gỗ lười 40. Rồi nhắm gung nha anh. Nhắm gung nha. Cái này là công suất là 135W, mình hàng này lo xuất nhật nha, hoạt động bình thường, hình thấy sống nha anh. Rồi 150 nhắm 15. 120 anh, lỗi 12.
Lỗi 12. Không đi đâu nữa chàng. Rồi, em có cái ba đầu nha. Cái này là 14, 17, 21. Cháu 14, chú Trinh Vũ, Nguyễn Thanh Vũ. Điếu ba đầu nha. Điếu ba đầu nha. 14, 17, 21 nha. Lỗi 12 em chú Trinh Độ Dương. Cái này em bán 100k, trắng 100 nha. Trắng 100. Xem like chấm chấm bài, đã tìm tới like tương tác nha em. Bích 18 chưa thấy. Rồi thổi bụi nha anh. Con này là hàng đại lo xếp nhật nha. Đây có điều tóc nha anh. Mà nó bị bơm chìm hết anh Chương Định. Không sao nha anh. Như là bị kẹt cò mấy anh. Rồi 103 luôn. Lỗi thổi 13. Công nhận luôn chứ. Công nhận luôn. Nè lên đây nè. Bích 18 chưa có. Công nhận luôn. Lỗi hỏi 13 một chút trên Hồ Minh. Trời em có cái dao này nha. Cô chia đi luôn, bán cái dao này 40 ngàn, mã dao 40 nha, dao 40. Rồi, em có kìm cắt dây điện, tốt dây điện nha anh. Đây. Bình thủy đun nước. Cái này nó hơi bị cứng gích nha anh. Hơi cứng gích nha. Rồi, 30 ngàn luôn, lỗi kìm 30. 30 ngàn, lỗi kìm 30. Dao 40 nha. Lỗi 13 luôn, bao cái kéo. Cái nè. Lỗi 12, cái kéo lỗi 12. Cái lót rồi. Lỗi kìm anh ơi, lỗi kìm 30 nha, nó hơi bị gích gích nha. Đây. Mày khuôn mini. Nó đang hoạt động bình thường nhưng mà nó hơi lỗi gích. Lỗi kìm 30 em trước trên Lê Đình Minh. Cái này vệ sinh lại anh ơi. Đây, ba đầu này 14, 17, 21 luôn. Rồi 80 ngàn luôn. Điếu 3, 8 thôi, điếu 8 thôi. Dao 40 chứ anh chịu anh không? Rồi em có hai cái mũi đục này nha. Đây 20 đục. Rồi 20 đục này em bán 100 ngàn mã đục 100 nha. Đục 100. Sát Minh bảo ơi, giao trên bàn 40 ngàn hết có không còn nữa. Đổi nguồn bên em có cặp cây chưa thấy nha. Lâu lâu nó nha, nó có một con chứ nó lời bất ổn biết không. Vậy anh Văn Hiệp chấm chấm bài anh đục chân chốt trên Lê Đình Minh. Rồi em có ghim code mới nha, chưa sử dụng rồi nó bị sức cái hộp cho em đi. Rồi cái kìm này em bán 107 nha, mã kìm 17 nha. Kìm 17 có điếu 80 không đâu. Điếu 80 em chốt trên Lâm Chí Thọ. Cờ lơ em có nơi quà hút bụi công nghiệp không anh có. Anh nào kiếm đánh bột đây. Cờ lơ ba đầu là giá là 100 không? 80. Là cái đó hả? Cái này là điếu rồi. Rồi anh nào kiếm đánh bột đây. Toshiba nha mắt. Con này công sức thì mất tiêu, nó hoạt động bình thường. Nhắn này nó hơi bị cong cong nha mắt. Nhắn 15 hình. Rồi 208 luôn, ừ. Đánh bột 28. Xịn có. Có, nhắn 15. Nhắn 15 chốt trên sông Trần Vân. 208 đánh bột 23. Đánh bột 28 nha. Anh xem cho tôi nhắn Messenger mà em cho anh Nguyễn Nam. Nếu chụp bill gửi qua đây đi đơn rồi. Rồi, Hilti nha mấy. Con này công suất là 400W nha mấy. Đầu này đầu 13mm. Đây, đầu này là đầu 10mm nha mấy.
khoan bê tông nha, chiên bê tông nha mà. Mà cái đầu nó hơi gỉ, hơi xét xét nha, hoạt động bình thường. Rồi cây này em bán là 250 luôn, nó khoan 25 nha. Thế cành em còn khoan 25, khoan bê tông nha. Sạc ma 10.8 chưa thấy anh. Giá lấy thịt em còn. Thế cành điện em còn. Đây, để hàng rào mini nha mấy. Con này công suất là 150W nha mấy. Hoạt động bình thường nha. Rồi, con này em bán là 120, trắng 12. Qua 25 em chúc cho anh chịu anh Nông. Sờ. Rồi, lên mấy mày đẹp xíu nữa đi. Dạ, không có điện 220 anh Ngọc Thanh. Bà ngoại hả? Rồi, Panasonic nha mấy. Cái này hình như là... Yeah. Cái này hình như là 14.4V hay là 18V như mình. Không biết mà, mắt không số rồi nha. Mà nó gãy cái chân nha mà. Con cưa mà guitar đẹp. Rồi 200.000 luôn, sát khoan 200. Sát khoan 200. Chị ơi, lớn tuổi mà. Bà nội chi nhiêu rồi? Dạ. Tám mấy rồi? Hai. Bà nội chi thôi. Ba làm có cái vít này nha. Đây mua nước ngoài. Đây cái vít này đào 2 triệu bán cái vít này nha. 100.000 nha mấy nội, vít trăm nha, vít trăm. Điện 110V anh chịu anh Đông ơi. Hơi tơ không có. Kìm phay hết rồi. Rồi, con này là hàng Trung Quốc xuất nhập chứ mà. Lưỡng tắt nha, tắt không chạy mà. 80.000, sát mài 80. Sát mài 80 nha. Rồi, bên trong chốt cho anh Trần Đình Dũng. Rồi anh ơi, em có 5 cái kìm nhọn nha. 100.000, dài em tắt 2 nha mấy anh. Kìm dài em tắt 2 nha. 5 cái này em bán 100.000, lên mã kìm 100. Kìm 100 nha mấy anh, kìm 100. Chánh quân hoàng đất. Bên em không có bán bộ chuyển nguồn nha. Bên em không có bán bộ chuyển nguồn. Rồi, nhắm tăng nha, hiệu Makita nha. Con này công suất là 850W nha. Sát khoan 200 chứ kinh văn tôi lên. Cái này nó xài nhắm là 76 nha. 7 phân 6 nha. Đây, mẹ hình hơi xấu quá nè. 400.000, nhắm tăng 400. Máy đột, có máy đột không? Có máy đột cầm tay. Máy đột, cái máy bằng kim bữa đó. Rồi ba cái này, ba cái bào nhỏ nhỏ xinh xinh nha mấy anh. Đây nè, 100.000 bào 100. 100.000 bào 100. Đây. Nhỏ nhỏ xinh xinh nha, mới mới nha. Kìm 5 cây 100.000 anh Thanh nha. Anh Thanh nhâm 100.000 bào 100. Kìm 100 chốt trên anh Tám Đặng Vân. Chốt trên Văn Hiệp bào 100 chốt trên Tình Vũ. Kìm 100 chốt trên Phú Bùi Văn. Mấy cắt cành. Chơi với anh Nguyễn Đời. Hàng Trung Quốc xuất nhập nó cũng ổn anh. Sạc trượt Hitachi còn nha. Có máy đột không? Đây hả? À. Có anh máy đột có. Mày một cấp 2 lắm. Makita đó. Con này công suất 500W nha anh, đầu 13mm nha. Đục bê tông đầu 13mm nha. Con này hình như là hai chức năng nha anh. Có phan, phan đũa nha anh. Không biết phải không nha. Rồi 400.000, đục 400, đục đầu 13mm nha. Đầu rồi, chuyển vít không cặp, có cặp vít ba ke nha mấy anh. Cái này là vít chục to nha, chục 8 ly nha. Rồi cặp vít này em bán là 70.000 nha. 70.000 lên mã vít 70. 70.000 vít 70.
Hitachi nha anh, 9.6V nha. Masino 12V. Makita 12V. Đạp bên đó còn 220. Mù sát 22. Cái gì? Bên đó của ai à? Bên đó anh thấy con cục sạc ba la anh. Phan đó không có độc đâu bảo. Bơm chìm hết anh Vít 70 cái kinh phúc vỏ. Có độc sao? Quá Vít gặp Makita em hết rồi. Cái này có độc mà. Đây, anh kiếm xem cái gì quên rồi. Test lại cho. Có độc mà. Rồi bốn cái bào ngộ ngộ luôn. Giống lên đột cầm tay có rồi. Trăm ngàn lên mã gỗ 100. Trăm ngàn gỗ 100, 4 cây nha. Mã gỗ 100. Anh Phi thường bây giờ bên em chụp hình cho anh không đây được. Đây anh nó đọc đây anh. Em thấy em lên vít đẹp lắm. Có đọc nha. Màu sáng hay hay cấp tranh mạnh lên. Đọc 400. Chìm mẫu quả. Ui. Cái này thì chìm có. Ờ phong viên 21 của anh không có nơi. Rồi để em báo giá cho. 5 cái kìm nhọn giá là 100 ngàn. Anh gỗ 100 chứ kinh tình vũ. Gì? Rồi bơm xe nha anh. 350 mã bơm 35 12V nha. Bơm bình nha anh. Nè 350 bơm 35. Cái gì vậy? Bào cái gì vậy? Mấy rửa xe em có. Mình mở gỗ cái gì? Gỗ. Đây kìm cốt đây trong hộp anh chứ mình bắt cái hộp cho nè. Mũi khoan 17 ly có anh quà. Rồi em bán 160 luôn mã cốt 16 nha. Cốt 16. Có anh Lê Dương Linh không? Hitachi nha bác. Con này công suất là 380W nha. Đầu 1/2 nha anh. Bơm Nhật hay Trung Quốc? Bơm này hàng Trung Quốc xuất Nhật nha mới. Hàng Trung Quốc xuất Nhật nha anh. Cái này là hàng Trung Quốc xuất Nhật 12W. Mà nó không có để chữ China gì chứ nha anh. Đây nè Trung Quốc dạ. Ờ khoảng 3-4 cái mấy 100 ngàn anh Trần Nam. Còn nữa tí xíu lên. Rồi thùng này em bán là 550, thùng 55 nha anh, mua lông nha. Không biết đầu 1/2 nha. Bê tông này xì nồ hết anh. 550, thùng 55. Chốt đục thôi chị. Thường đục nhiêu? Hỏi anh ngồi phải đục 13 ly. Đó, quân. Đục nhiêu? Đục 400 chiếc kinh quân đâu. Bơm 35 chiếc kinh văn nghị. Bơm xe, có bơm xe anh mà. Đây thì bơm đạp. Xe nè, bơm bình nha. Loại đạp hai chân á. Rồi để em tìm anh ơi. Tìm mỏ két là mỏ quả anh có. Rồi sạc này sạc bình 35A nha anh. Sạc 12V nha, điện 100V nha. Sạc được bình 12V nè. Sạc xe tải xe Honda nha. 55 anh Tuấn Trần ơi. Đây, cái này hàng Trung Quốc xuất Nhật nha, hàng mới nha. Hàng này là chưa sử dụng luôn nha anh, hàng mới chưa sử dụng luôn nha. Rồi 400.000. 400.000 nha, lên mã màu sạc 400 bên em bán màu nha anh. 400.000 màu sạc 400. Thử chưa? Đây. Thùng 55 chú canh tam nặng quá. Dây điện rồi nè. Cái nào điện nó còn nó còn nha. Nhầm loại là nó cắt dây nha mấy anh. Còn cái này là nhầm loại nó còn nha. Khác mẫu nha. Loại cắt dây cái mẫu rồi, nó khác. Còn cái loại này là mẫu nó khác. Giấu dây được cũng còn. Giấu dây được thì nó còn. Còn cái dây mà nằm lộ liễu quá thì nó cắt nha. Có cái gì lộ không để cắt. Rồi. Có cái bóng chữ thập chứ mấy anh. 17, 19, 21, 23 nha mấy. Đây, ngoại hình thì nó hơi xấu, hơi gỉ nha mấy. Rồi, 100k luôn, 600. 17, 19, 21, 23 nha. 600. 600 nha. Kìm cốt 16, một chút trên thân bảo. Bào điện có nữa mấy.
Đây bơm đạp nha mấy anh. Đây bơm hai đạp nha. Rồi cái này em bán là 400.000, lên mã đạp 400, đạp 400. 600 chứ kinh ngô thế. Đạp 400 nha, 400.000. Đây bơm đạp nha mấy anh. Cái này cũng hàng mới chưa sử dụng nha. Hai đạp rồi. Hai đạp nha, hai đạp nè, hai đạp đó nè. Là đạp cái đá một cái. 600 là cái này anh không? Chơi nhạc không vậy? Bơm 400. Cái đó có số lượng anh không? Đúng không ạ? Đạp. Đạp 400 chú Trinh Tình Vũ. Bơm 400 bơm đen hay gì mà. Giao đem lên. Là đạp á, cái đạp 400 nó có số lượng không? Rồi, GOE nha mấy. Con này công suất là 510W nha mấy, lưỡi 92 nha, hoạt động bình thường mà thành đạp nha mấy. Mới nha mấy. 300.000. 300.000. Bào 300. Máy cắt hai lưỡi có không? Bào nhiêu? Bào 300 nha mấy. Kiếm cho có nha. Cái đó của hãng nào? Cái nào anh? Anh Delta lên hỏi cái hãng nào? Ừ. Bào 300 chú Kinh Chiến nào? Cái bơm đó là cũng là Trung Quốc xuất nhập nha mấy anh. Quên nói hoài. Nói là hay nano là gì ta? Nano là cano á. Đạp Nhật hay Tàu? Hàng Trung Quốc xuất nhập anh. Trung Quốc xuất nhập anh ơi. Hàng công bệnh về luôn anh. Rồi cái này là 24V nha mấy anh, 30W nha. Hình như là cái này ghim vô rồi mình sạc điện thoại á. Cái này mình ghim vô thẩu ô tô rồi. À. Bơm 2 là sao cho anh Nguyễn Hùng? 3 đầu và 4 đầu. Rồi, nè. Rồi anh Ngương có gì thôi, nha mấy anh. Mới 100% nha, Trung Quốc xuất nhập nha. Rồi cái này em bán là 150. Rồi không sao. Màu 15, 150 màu 15. Cái này là làm như là khoan để em coi cái coi. Đây. Rồi. Em có cái mũi phan đục bê tông nha anh, 17 ly nha. Rồi vậy là anh ấy không lấy, anh Tình Vũ anh lấy. Hai mũi nhỏ, mũi to anh má. Rồi, 150 luôn. Lên mã mũi 15, mũi 15 thử nha. Hai mũi nhỏ, mũi to. 150 mũi 15. Cái này là gắn vô cái phan đục bê tông nha, 17 ly nha. 150 mũi 15. Không phải khó nghe đâu nên ta lời, ý anh nói là không có biết cái đó là cái gì anh, không phải là nói khó nghe. Không phải là nói khó nghe đâu anh. Ảnh như là kiểu không biết, anh không biết á. Dân miền Tây thiệt thà mà anh, chứ đâu phải là nói gì đâu. Thằng này ba trợn. Ai ba trợn anh? Hỏi sao anh? Không biết thì hỏi. Sao em nó nói khó như vậy? Không có ba trợn. Nói chung là em bán hàng bãi chứ nhầm thực tế là nhầm cái món là em không biết cái gì luôn á anh. Tại mình biết bán thôi nha. Cái máy em đưa lên đây là cho mấy anh coi, mấy anh xem, mấy anh nghiên cứu nha. Khi mấy anh biết chứ em không biết. Không sạc em ơi. Cái nào biết thì em nói biết. Bán lẻ em không luôn. Có phát biểu linh tinh nha mấy anh. Rồi 60.000. Cái này bìa bản là 2 phân gữ nha. Khẳng định nha là không. Dài là 54. Đĩa cắt sắt chưa có. Ngang là 38 nha. Cái bản là 2 phân gữ, 60.000. Lên mã thước 60. 60.000. Không biết sao mắc lỗi. Sao 300 cách chốt rồi anh? Mắc ngủ rồi đi kiếm. Hay tôm có. Mình tâm thẳng lắm. Hùng 600 anh bảo. Gì? Hùng 600 à? Thước. Thước 60 chốt trên phủ mình. Thước 60 còn mấy cây mà. Chốt trên Tình Vũ. Rồi, rồi cho anh xem lại mua lên một bên. Bởi vì 2, 3, 4. Đây, 5 mẫu luôn nha mấy. Đây. 108. Dây 18. Mình lên xã xin tấm giấy ba chợ. Anh ơi, em khẳng định là ổng không có bị ba trợn mà ổng bị tái giếng 3 lần. Để mời em đi xin giấy ba trợn nữa rồi.
Rồi, Eto với mấy anh miệng là 90 nha. Cái này là hàng mới 100% chưa sử dụng nha, nó để 3 trên 2 gì nè. Cái này là hàng Trung Quốc xuất Nhật nha mấy anh. Cái này em bán 800 ngàn, Eto 800. Hàng mới nha. Cũng êm lắm nhưng mà nặng lắm nha mấy anh. Trên thôi đặng. 800 ngàn, Eto 800. Dây 18 chú Trinh Văn Đức Nguyễn. Đây à, Phu Lâm một anh đây. Hướng 60 em chú Trinh Lâm Chí Thọ. Cái này là KV kép 4.500 nha mấy anh. Siêu mới nha. Em bán là 1.700.000 nha. Màu nặng 1.700. Màu nặng 1.700 nha mấy anh. Bị thiếu. Dạ, hai lưỡi không có. Nó thiếu cái tay cầm như này hay gì mấy anh. 1.700.000, màu nặng 1.700. Bạn ơi, tao bỏ phường mà làm cho bạn có bao gồm lúc. Bà lướt TikTok luôn. Báo. Cái này trên TikTok. Dạ mấy anh, thước này 50-25 nha, thước gốc nha, ba cây nệm bán 100 ngàn. Ơi, lên mã thước 100. Nằm cháu quẩy dung đùi coi TikTok. 100 ngàn, thước 100. Trên Nguyên Quỳnh. Còn ta sung sướng một thước 100 nha mấy anh. Đây. Đây lên em đốt. Hàng bãi nha. Cái này là 50-25. 100 ngàn, thước 100. Bộ dây nguồn có nơi cưa xăng, máy xích xăng còn không? Rồi, em có xà beng nha. Vào 300 qua mã. Xà beng này to dài nha. Anh Bun Thảo ơi, mình chút trên live em giao em còn mấy đứa xe rồi. Có mấy đứa xe. Xà beng này dài 6 tắc đúng không? 120, xà beng 12. Rồi giao đem lên bình xe điện còn. Kìm nhẹ 5, quên kìm nhọn, xin lỗi, kìm nhọn 5 cây đó em bán. Kìm nhọn 5 cây đó em bán 5 cây đó bán 100 ngàn nha. 1.700.000 để cho em là máy gì anh Bảo? Mù 1.700.000 anh Ngọc Lê ơi. Sạp 24 của anh hiểu gì anh thấy không? Nói chung anh lên mã mù đi anh ơi. Cái gì anh Kim, anh Nguyễn Thu anh hỏi cái gì không hiểu. Lên đúng mã nha. Đục 400 là xài mũi bao nhiêu? 13 ly. Thước cho em chốt chanh hình xô. Mắc lò xo nha mấy anh. Nó hơi kẹt kẹt nha. Đây nè, nó hơi nặng nặng về xử lý rồi nha mấy anh. 80 ngàn, cắt cành 80. Rồi, khoan 2 chiều mini nha mấy anh. Con này công suất là 100W mấy anh. Test không chạy bán sát 50 ngàn, sát khoan 50. Eto 800 chốt chanh chỉnh bác Kim. Xà beng 12 chốt trên nhà vườn. Nói lại trên ngay rõ rồi để em xả đĩa lại là ý làm hỏi nãy ông anh muốn kiếm sạc 24V hiệu gì anh, hiệu của cái sạc anh cần á. Rồi anh Ngọc lên chúc em mở mù sạc 1.700 giùm em nha. Rồi súng bắn ghim mông nha mấy anh, Hitachi nha. Xích xăng chưa thấy nữa. Cái này là ghim là nó để là 50mm nha mấy anh. Đây ngoại hình giống gì nha mấy anh. Kìm châm chốt trên đặng Văn Đức. Rồi 200 cắt cành 80 em chứ kinh 200 ngàn màu thùng 200 kim môn nha mấy anh. Hitachi nha. Rồi cắt cỏ nha mấy anh, cắt cỏ lưỡi 25 nha. Đây ba cái thước còn mới lắm nha mấy anh. 50 ngàn cắt cỏ 50. 50 ngàn cắt cỏ 50. Gì sát khoan 50 em chốt cho anh Long Hoàng. Súng bắn đinh cuộn em còn nhanh tiến đỏ. Rồi anh Ngọc Lê chốt em bán mù nặng 1.700 rồi. Mù nặng 1.700 nha anh. Rồi cái này là 9, 14, 15, 22 nha má. Rồi kìm châm chút khóa ra năng nha. 9 tới 22 nha. Tùng đào. Rồi cái này em bán 100 ngàn. Cắt cỏ 50 chút kinh Nguyễn Hưng. Chị trắng 100. 100 ngàn, trắng 100 nha, chị khóa ra năng nha. Sát pin còn anh Tình Vũ. Rồi má anh ơi, kìm chết nha má. Hàng Kabushi nha, hàng mới 100% chưa sử dụng nha. 106 kìm chết 16. 106 kìm chết 16. Cắt cỏ 50 nữa đi hả? Sát khoan 50. Sát Hitachi em còn. Sát khoan 50. Sát khoan 50 nè, cái này. Chấm 100 nữa nào vậy? Chấm 100 chứ kinh văn Đức Nguyễn. Bê tông pin 18 chưa thấy nữa. Ba cái thước
chết chắc. Chỉnh đi ngang. Rồi CDS 12 qua chiên dít chứ mà. Cái này nó bị kẹt, nó không chịu dít còn. Sao bà đam hết. Bà nè, còn bà nè đứng xin đầu 12V luôn nha. VUV 12V 200 thử mù sát 25. Con loại, cái đó không có. Mùi có hộp kim bà nè không có. Thứ đó thì mà nó loại nó khác. Mù sát như em bảo. Rồi má nó lèm nha. Đây. 6 cây lèm nha má. Nói chung là nó cũng có mẻ mẻ nha. Đây. Rồi 6 cây lèm này em bán 120. Chưa thấy Nguyễn Minh lấy hàng. Lèm 12. 120 lèm 12. Sao em 12 qua mẻ. Lèm 12 nha má. Rồi cho xem lại cái bu lông một in. Đục bê tông lớn anh, đục bê tông. Rồi để coi. Liền 12 đây là 6 cây nha. Có cây này vậy nặng tay ghê luôn á anh, đây nè. Bù sát 25 em chất trong xương cảnh. Anh lưu ý giùm em cọc chuyển khoản mới đi đơn, mấy em không ship code nha. 4, 6, 7 cái dao lưỡi đẹp nha. 7 cái dao lưỡi đẹp, 7 cái dao này bán 220 nha. Mã dao 22, mấy em dao 22. Liền 12 em chúc anh Lê Hoàng tốt. Gì kì? Khoan búa luôn. Phải đâu. Không xem được anh Quân rồi. Em dán thôi đây, em dán nữa cái nó không có dính vô. Cho em chú kinh quốc đạt. Mày cái máy gì nè má? Cái máy photo hơn cái máy gì không biết nha má. Nó bị mẹ, nó bị gì anh ơi. Kìm nhọn 5 cây 100 ngàn mà kìm cho. Tấm giấy gì luôn nè má. Không biết máy gì nha. Mới 100% luôn nha má. Dao 100, ơ dao 22 cấp chốt rồi. Cái này là điện, điện 100V nha. Đó, Indonesia luôn nha mấy anh. Lên nguồn rồi mấy anh. Đây, lên nguồn, lên màn hình đây luôn nha. Đây nó có cái màn hình đây nè. Có cái màn hình đây nè mấy anh. Nó có dở lên đây, kê cái mặt cho. Đó, nó đang chạy, nó đang có chạy. Có wifi luôn anh ơi. Có wifi gì luôn anh, nó để chữ wifi gì đâu đây luôn nè mấy anh. 5 cái kim nhọn giá là 100 nha anh Phạm Minh. Nó chạy ồ ồ đó anh mà không biết xài chỗ gì nha. Rồi. Cái này mới nha, của Indo luôn nha mấy anh. Hộp cái mặt cho hồi lên mặt nha. Rồi, cái này em bán là 100. Rồi cái này em bán là 2.8 triệu nha. Lên mã mù 2.800. Còn lên mù nha mà mẹ bán mù nha. Không biết cái này không gành. Đó, nhiều tô tô mini hay gì không mở rồi. Nhưng mà cái này để tôi chứng minh là ở nghiên cứu. Cái này em nghe trước cho mình tô tô. Gần trường học. Gần trường học quá à. Để mình photo. Học cấp 1 photo cái gì? Mới 100% chưa xài. Photo là kia giáo. Rồi súng bắn nhất thịt cơ với anh Makita nha. Con này công suất là 520W chứ nó hoạt động bình thường nha, ngoại hình đẹp lắm. Rồi 100k, dít 100 luôn anh. Dít 100. Cho hộp bu lông 450.
khách chốt nãy giờ nè. Máy photocopy. Chút cách cách 80 là gì? Cách 80 là cái cách cách cầm 80. Máy in đa chức năng em ơi. Là sao sao anh? Để mơ nghiên cứu thôi. Vít danh chốt trên hùng nghiêm văn. Mới chưa sử dụng luôn nha anh, máy nó của Indonesia. Trời cái này 40 ngàn nha. Đây. Đầu gắn vô cái đầu hơ chứ mà. Cái này gắn vô con dây nè. Rồi 40 ngàn lên mã 40. Ở đâu mà máy anh tiện đời bất ổn. Hồi năng lượng mặt trời. Hồi năng lượng mặt trời. 40 em trước cho anh Nguyễn Quỳnh Thanh. Thì bây giờ mình đã có tiền đó, mà tiền ít. Rồi, ghi UV nha mấy. Cái này lưỡi là 165 nha mấy. Công suất thì mất tiêu mấy nè. Để nhôm luôn nha, hoạt động bình thường nha mấy. Còn cái này là cái nắp bảo vệ nó bị bể ở trên không sao. Nay đó mất tiền đi, vậy rồi. Không phải mấy anh điện anh ơi, mấy anh điện công an mất hả? Mấy ô tô hả? Rồi. Cưa này em bán là 250 luôn á nè. Cưa 25. Khỏi pin em hết. Cưa 25 đi 250 nha. Cắt 80 là cái gì chứ nè? Cắt cành 80. Đó, cái cây xanh này nè. 5 cái kìm mỗi nhậu nó giá là 100 ngàn, anh mới kìm 100 nha. Cây hết dính rồi. Tự giá thôi. Rồi ra, cây bắn keo này hơi xấu xấu nè mấy anh. 30 ngàn bắn keo 30. Về xử lý vệ sinh lại nha. Đáng khí hả? Nó chỉ xấu có thôi nha, chứ không có bị lỗi lầm gì nha. 30 ngàn bắn keo 30. Lên 12 là bó này. Cửa 25 em chốt trên lơi chần sao. Trời, em có cục pin này xì nồ 12 bon. Nó bị bể bên đây nha. Nó bị bể bên đây. Rồi bắn keo 30 em chốt cho anh Lê Trần Sơn luôn. Hôm nay là QT 14.4 ngon thì nhìn nó bị bể dưới đây nè. 40 ngàn. 40 ngàn lên mã trắng 40. Rồi đây. Anh Ngọc lên chốt em mã màu 1.700. Cái len cái xuống gì nha mà. 40 ngàn trắng 40. Anh chốt màu 1.700 với em đi. Tại vì cái đó em bán màu nha, bu lông là em bán màu hết. Trời, cặp này em bán sát cặp này 50 ngàn đi, mà sát 60 nha, sát 60 rồi anh đừng có ổn, tại chưa thấy à. Thấy em sẽ bán nha, sát 50, hai cục pin. Trắng 40 em chút trên tình vũ. Nó lên 220 mới được. Nó đâu có ấy, lên 220 được. Rồi, chúng mai dính thịt cơm anh. Đứt dây nha, dây nằm tuốt trong tắt không được đó. 50 ngàn luôn, mùi dít 50. Mua lông, còn mua lông 12V. Sát 50 mình kinh hồn mình. Đây, cờ lê nhỏ nhỏ không nha anh. 200 ngàn, cờ lê 200. Nó lên phải gì đó. 200 ngàn, cờ lê 200 nhỏ nhỏ không nha anh. Mình cái này về mình bán cây 15 ngàn cũng anh cũng ấy nữa. Nhiều lắm nha. 200 ngàn, cờ lê 200. Ơi, em chú Kinh Lê Dương Thanh Phong. Cờ lê 200 giống anh. Con này công suất là 1050W nha mà. Lưỡi này là 2 tấc mốt nha mà, lưỡi 2 tấc mốt nha. Hoạt động bình thường. Dạ chưa thấy băng nghỉ đẹp nha, có thắng nha mà. Thiếu lưỡi. À, thiếu lưỡi nha, chứ cái đế này, cái đế nó bằng BK nó hơi bị nứt nứt nhẹ không sao. Cặp cây vỏ lá chưa có. Hơi hơi thôi nha. Rồi, cây này em bán 700 ngàn nha. Cắt 700. Mù chứ. Quá trời không ai chốt, uổng quá mấy anh. Rồi, đầu mở bu ghi nha, đầu mở bu ghi. Đây.
120 lên mã 120. Giờ em có cây kìm cặp cây nha. Đây ngoại hình nó gì nha. Bên em là không có vệ sinh. Rồi kìm cặp cây này em bán là 70.000 lên mã cạp 70. 70.000 cạp 70. Em cặp đất ăn đó. Rồi mấy cái xúc bàn pin em không có. Muốn nằm chỗ thị tâm không, muốn nằm trên cái địa trên kia. Tào lao bác sới thì cắt 700 chốt trên tam đặng băng. Rồi mấy pha bê tông còn chấu gì? Chuyển xàm xàm xàm. Dạ, cặp vít này 40.000. Đây, cây tròn cây dẹp nha. 40.000 mã vít 40. Một cây không. Em chốt cho anh ta. 40.000. Rồi chốt cho anh rồi nơi mấy màn còn. Vít 40. À, uống cà thuốc nam vô xong rồi giờ kỳ thôi trời. Từ hôm nay tao em còn. Cặp 70 em chốt trên 5 chí thọ. Dít 40 em chốt trên quốc đàn. Ôi trời. Nhảy vô điện thoại đi. Sắp sửa có cháo. Ai ông Hường á. Rồi em có cái tài nha. Cái này là cái ai liền cảo hay gì vậy? Cái này là 120 kg nha mà. 120 kg nha. 120 kg để là 2 m nha mà. Cái này hình như là bằng hơi nha mà. Đây. Nặng lắm nha mà. Cái này xài bằng hơi nha, 120 kg nha mà. Rồi, cái này em bán là 1 triệu nha mà. Mù vàng ngàn nha. Mù vàng ngàn nha. Nó vô đội bóng được, còn hổng 51 là dự bị không. Rồi bích 4 cạnh luôn. Để 51 cái gì. Nói gì em bảo? Mù vàng ngàn. Để cách 5 là cho nó dự bị thế mẹ. Nó ham lắm. Ham có giữ không? Không giữ đi, bu nhau giữ rồi cà đắt vô ăn. Bình thường cũng không giữ. Bình thường không có đất để cạp, không phải sao xạo được, quá trời. Làm gì có đất mà cạp. Còn muốn cạp đất dễ luôn. Đi ghe có lúa, cạp lúa ăn có chứ. Rồi 3 trong 1 nha mấy anh. Nè, tê nè mấy anh. Hôm bữa anh nào kiếm kiếm nè. Không thấy số nha, mà nhỏ nhỏ không nha mấy anh. Không thấy số mấy anh ơi. Rồi cái này em bán là 40.000 lên mã tê 40. Rồi cắt gạch cho anh hiệu VOB nha. Cái này cái lưỡi nó hơi bị cong á, nó bị cọ hay sao nha. Về vẽ cái lưỡi là được chứ. VOB công suất là 1230W anh. Lưỡi này chắc là một tắc mốt thôi gì mới nè. Lưỡi tắc mốt gì nè. Tắc mốt 125 gì nha. Rồi 220 cắt gạch 22. Cái tài đó là 1 triệu nhưng mà em bán mù nha. Lên mã mù mù ngàn nha anh Hà Nguyễn. Lên đúng mã nha, mù nha. Rồi em có một cặp lưỡi cưa nha mấy anh. Lưỡi 19 nha. Cặp lưỡi cưa nha mấy anh. Rồi cặp lưỡi cưa này em bán là 140. Lưỡi cưa 14. Cắt gạch 22 mà không rồi nữa. Cắt gạch 22 chút kinh liêm chằn nữa. Tòi lao đấy. Tòi nhiêu? Tòi nhiêu? Mù ngàn em chút kinh Hà Nguyễn. 40 em chút kinh Phạm Ngọc Quang.
Rồi em có cái máy này, máy gì không biết mấy nó, hình như là đầm hay là máy gì không biết nha. Máy đó dầu ép thủy lực gì đó. Cái này ép thủy lực hay gì có đồng hồ đó. Ghim coi, ghim để cho coi chạy không? Biết đường nào ghim thầy. Không biết chợ. Tới 2-3 giây lên nè. Xài tới 2-3 cộng luôn nè. Rồi, cái này em bắn mù chứ mà. Cái này là nó để gì 80 kg gì nè. Cái pin không có, bút đẹp lớn. Chịu gửi. Mù trắng 1.500. Đột lỗ cầm tay có không? Bây giờ khách hỏi kìa. Đột lỗ cầm tay có không? Chưa thấy. Chưa thấy nước chậm. Đột quá hả? Rồi cây rìu này em bán 120 nha, máy rìu 12 nha. Rìu 12. Ừ, rìu bữa tuổi nè, bán chưa? Cho anh xem lại máy khoan nha, rồi, bán 120. Ừ. 150 nữa. Rồi cây tròn cây dẹp nha mấy anh. 50.000 vít 50. 50.000 vít 50. Đây. Mà kiếm mấy đột mấy gì đây, đột lỗ đây. Có đột lỗ nha. Cái này em còn. Điều 12 em chúc kinh lưng Nguyễn Đắc. Không biết xả làm sao. Đưa tự thả đầu xả. Nè. Còn hoạt động nha, máy đột nhưng mà anh nặng lắm nha. Cái này mười mấy ký nha mà. Đây, máy đột nha. Đột lỗ nha. Nói chung là nó còn hoạt động luôn nha anh, nó còn đột ra được luôn nha. Cái này xuống dưới nào mình dở lên coi. Sao được, bạc lắm rồi. Nó bạc dưới này nè. Đây. Chống dằn hay gì rồi. Nó còn hoạt động luôn nha anh. Mà em bán mù đi anh ơi. Chốt mù 1.700 trên trên Ngọc Lê ơi. Rồi, con này em bán là 1.500 nha anh. Mù nặng 1.500 nha. Mù nặng 1.500, 1.500 nha. Rồi cái kéo cắt to anh cắt công nha anh. 40.000, kéo 40. 40.000 có dính 50 rồi đó. Chơi lưỡi cưa 10-14 ra cháu à. Hoàng ở đây bán lên Hoàng, đỡ mệt. Gì? Gì? Không bán hả? Quang chút đi 10 giờ cũng nghỉ. Là mua Long Bình em còn. Rồi, cây chơi nha mấy. Con này công suất là 1.250W, nó hoạt động bình thường nha. Và cái này nó bị thiếu dây, thiếu ống, súng ống. Rồi 650 luôn, mù vàng 65. 650. Điện điện chưa thấy à. Nội đi bán đường này nè, kéo 40 cái lông vàng. Ok, con này hơi cũ chút đã. Đồ bãi mình đứt chồng đây ra hàng chưa qua vệ sinh. Rồi 12 con chiên dít, con này là hàng Đài Loan xuất Nhật nha. Hoạt động bình thường mà. 220 dít 22. Gì cho nó nhanh mấy anh ơi, kèm thùng này kèm với kéo không các bạn. Anh đứng chồng chút em mã mù nè, mù 1.500 nha. Thùng này kèm với kéo không nha. Tâm búa nữa nè mấy anh. Cưa nữa nè mấy anh. Có 1 con thôi. Đá mài, đá cắt gì nữa mấy anh. Đây, đa số là kèm nha. Nè, đa số là kèm với búa không luôn nha mấy anh. Hai em chốt trên Ama Ben. Rồi thùng này
thùng này nặng nha. Đây có cái đuôi chuột 17 19 luôn nè. Đây kèm, đây kèm không luôn. Hàng chưa vệ sinh luôn nha mấy anh. Rồi thùng này em bán là 1.500.000 nha. 1.500.000. Lên mã thùng 1.500.000. Đây. Đây có kìm cạp luôn đây. 1.500.000 luôn, mười mấy ký nha mấy anh. Thùng này mười mấy ký nha. Nặng lắm á, tầm mười mấy ký á, em chưa căng nữa. Đó, kèm không nha. Kèm không luôn nha mấy anh. Đa số là kèm nha. Rồi, nhanh gọn lẹ, 1.500.000 thùng 1.500.000. Cho nhanh ra nè. Cái máy anh chốt là em tép nó lên điện nhưng mà không có tép nước nhanh cho nên em sẽ bắn mù nhanh, anh Quân mình không có bao nước. Đây à, em có thùng đựng đồ rồi, đây trong đây mũ khoan không nha. Có lưỡi bào luôn nè, lưỡi bào này chắc 92 gì đó. Trời, chơi show luôn đó. Cái này là lưỡi là một tắc 136 anh, lưỡi 136 nha. Cặp lưỡi bào nha. Mũ khoan thì một đống nha. Cái này là than sắt, bê tông, gỗ có hết nha. Đây, đây. Dao gập của nha. 500.000 thùng 55. Thùng 55 500.000. Rồi, Makita nha anh, công suất là 700W nha, đầu 13mm nha anh, hoạt động bình thường nha. Công suất là 700W, đầu 13mm nha, khoan chiều nha anh. 107, khoan 17. Dạ đúng anh, vô đường chiền á. 107, khoan 17. Lên thùng màu cam phía sau. Không có xem được anh, lên vô lông bình nữa anh quà. Là cái máy ngắm gì bên ơi. Đây. Đây, còn dạ không có vô gặp anh đi. Rồi, 500.000 luôn. Màu thùng 55. 500.000, màu thùng 55, cái máy nó hơi xấu nha. Màu không thùng. Không phải anh Quân Bình ơi, đường chuyền bị cá mập cắn anh ơi. 500.000. Rồi, cho xem máy khoan đi. Con điện á anh Nguyễn Tấn. Mụ thùng 55 anh Vân coi lên. Thì nè anh, Makita 700W, đầu 13mm, khoan chiều 107, khoan 17. Dao gập đỏ trong thùng đỏ. Rồi bu lông bình nữa mấy anh, hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Bu lông bình. Quân Bình, cái bị mạng bị có mặt trắng nên trắng như cháp á. Hàng Trung Quốc xuất Nhật nha mấy anh, bu lông bình nha, bắn mù nha, 12W. Hàng này về lại bị cắt dây nha mấy anh, đây nè, về mình nối dây lại nha. Rồi 308, màu 38. Màu 38 nha mấy anh, 308, màu 38. Nè, gọi đây đóng pin chứ mấy người. Gọi đây nó phải không chứ. Chịu có sợ không? Rồi, GOB nha mấy anh. Con này công suất là 550W nha mấy anh, lưỡi 92 nha. Nó hoạt động mà hơi kích kích nha. Khô dầu khô mỡ gì mấy anh. Rồi 200.000 luôn, lỗ bào 200. Bán những thùng lưỡi 92 nha. Hoạt động nhưng mà hơi bị gích chứ. Lỗ bào 200. Khóc mà. Uống cả thuốc luôn chứ bị giận đời. Uống lộ thuốc khóc thì khóc. Uống lộn thuốc chuột. Thank you.
tháng tới 10 giờ nghỉ chè. Rồi Hitachi nha anh. Con này công suất là 720W nha anh, lưỡi một cây tắt nha. Mà nó hơi bị tập than nhẹ nha anh. Rồi bán lỗi cái này luôn. 130 luôn, lỗi mài 13. Tập than nha anh, 130. Lưỡi cưa này là 190 nha. Đây. Lưỡi cưa 190, chanh tư lưỡi cưa 14. Cái vu lông bình đó có chở than không là em không biết anh ơi. Nói chung em không gành. Lỗi mài 13 không bảo. Rồi lỗi mài 13 anh nghiêm văn. Màu 38 anh Quy Đương. Rồi lỏng bàn mini nhé má. Mài 13 qua mã. Con này công suất là 80W nhé má, hoạt động bình thường nha. Mà bị gãy lử nữa nè. Rồi cây này em bán là bữa nay đi công việc đó anh, rồi cho nên về chở không có được soạn hàng. 350 nữa nè. Lộng bàn 35. 350 lộng bàn 35 nữa. Tranh thủ giờ sớm mà giờ không kịp nữa nè. Chở chiến đồ. Cho xem lại máy khoan đi em gái ơi. Rồi sao lỗi khoan gần gái bảo ơi. Đấy. Biết đâu không nói cho xem lỗi khoan. Giờ em có bộ cờ lê này nhỏ nhỏ không nha anh, hốt đại nha. Nè nhỏ nhỏ không được anh. 200.000 cờ lê 200. Lưỡi là 140 anh, cặp này 140 nha. Rồi lưỡi cưa 14 anh ký thọ. Mày vô mấy anh ơi. Rồi em có cái đầu búa nha anh, đầu búa lục giác nha, đầu búa này búa kinh nha anh, 4kg nha. Trời. Rồi 4kg nha anh, đầu này em bán là 250 luôn anh, đầu 25. Đầu 25. Rồi anh em móc nha, 40.000 mã móc 40. 40.000 móc 40. Rồi dít dặn nha anh, mà sao mà cái cán này, cán bằng gỗ bị bể nứt nha anh. Đây. Đây, dít dặn thì dặn được cái thân bình thường nha. Chỉ là lỗi cái cán thôi nha. Đấy, bị nứt rồi nha. Rồi cái này bán lỗi luôn. Đây, 50. Vậy. Yeah. Vậy. Yeah. Rồi 70.000, lỗi dít 70. Lỗi cái cán thôi mà, cán bị nứt rồi nha. Cái này là còn da do bình thường nha. 2 chiều còn 1 cộng nha. Rồi mở lết số 300 nha, 100.000 mở lết 100. Mài 130 qua mã anh ơi. Cái đó lỗi mài nha. Em khách chốt rồi, khách chốt đúng mã em bán cho khách rồi. Máy lọc không khí không có anh ơi. 100.000 nha, mỏ lết 100, số 300 nó bị kẹt nha má. Rồi, Makita nha má. Con này công suất là 230W nha, đầu 6.5mm nha má, khoan 1 chiều nha, đầu 6.5 nha, Makita nha. 80.000, khoan 80. Móc 40 Đình Dũng. Rồi em có 6 cây sủi nha mà. 6 cây này em bán là chậm. Rồi 70.000 luôn. Hàng 80 có không? Lên mã sủi 70. Có. 80 quốc đạt. Đây em đâu em lụm được con hợp dích còn đó, nó còn hợp nhá. Cái này là 30 mỏ lết 100 anh Long Trần. Xèo 32 chi tiết, 33 chi tiết cho mấy anh.
xèo 130 nha, hộp 13. Ngày mai sẽ soạn hàng lại 130 hộp 13. Rồi dít 70 anh Đình, Đình Minh. Máy nén khí nhiêu watt, nặng nhiêu ký? Máy nén khí nãy giờ có lên không bạn? Máy nén khí gì đó. Rồi hộp 13 cho anh Phương Trần. Rồi khoan 2 chiều, khoan pin thì 2 chiều không nha anh. Rồi 7 cái dao dọc giấy nha anh, có khoan pin là 2 chiều không nha, không có khoan 1 chiều nha. 100k, lên mã dao giấy 100. 100k, dao giấy 100 nha. Dây điện coi lên dây nguồn coi, xả bao dây nguồn ra bán ở đây. Ừ. Thì ta chi nha bác. Con này công suất là 620W nha, nguyên tắc nha bác. Lên phần bình thường bình thường nha. 170 mài 17. Bầu gỗ bằng tay là có nha anh. Cộng dây nguồn nha mấy, dây này đẹp nha, không bị lỗi nha mấy. Rồi lên mã dây 120 dây 12 nha, 120 dây 12 ba sợ đẹp nha, không lỗi nha mấy. 120 dây 12 có mài 17 không? Dao thép chưa thấy anh ơi. Mài 17 anh Nghiêm Văn. Bữa nay với ngày mai là em sẽ bán sale cho mấy anh nha, đặng em nhập hàng về nha. Dây 12 lĩnh Trần Quảng. Dây em còn nhiều lắm nha mấy anh. Rồi, 4 cái bào gì nữa mấy anh? Cái cỡ đó nè. Rồi 100.000 lên mã gỗ 100. 100.000 gỗ 100. Rồi em có bọc dây lỗi nè mấy anh. Nè nó băng băng keo nè nha. Đây băng băng keo nha. Rồi 100.000 dây 100. 100.000 dây 100 nha. Nè, nhiều lắm nha, dây lỗi nha. 100.000 dây 100. Dây lỗi 100 đi, dây lỗi 100 đi mấy anh. Dây lỗi 100 nha. Rồi, cưa kiếm nha mấy. Con này là hàng Đài Loan xuất Nhật nha. Cái này là pin này. Dây lỗi đi anh ơi, lên lại giúp em nha. 10.8W nha mấy anh. Lên lại giùm em đi. 10.8W thôi nha mấy. Hoạt động bình thường nha. Cái này chiếc thang máy của giáo viên nha mấy. Lên lại giúp em đi, dây lỗi đi anh ơi. 108 kiếm 18. Lên dây điện cái nước mở anh chút dây cái thợ. Lên dây đi, bán dây một chút đi. Dây lỗi 100 anh Hồ Minh. Tại nó bị lỗi không quên. Mà dây em còn nhiều lắm đó. Đây, 1,
dây tốt rồi nha anh, không có lỗi nha. 5 cộng nha má. 240 dây 124. Dây 24 nha, dây 24 chứ mà không bị lỗi. Đẹp, không lỗi nha, chừng nào lỗi em báo lỗi nha. Quấn sẵn luôn nha mình. Đây. 240. Dây 24. Dây lỗi 100 qua mã anh ơi. Giờ lên mã mới nè, dây 24. Máy gì máy thiệt vàng đó anh trai lấy gì? Dây 24 anh Minh khỏe. Rồi, Minh cái này là gì? Điếu mà ba đầu nha anh. 12, 14, 17 nha anh. Đây. 40 ngàn luôn anh, lên mở điếu 40. Rồi, em có cái móc nha anh. Móc dây gì mà đây. Có nha, lên máy cười luôn mở. 40 ngàn luôn, móc 40. Cười gì? Rồi em có 3 cộng dây điện nha. Đây 130 nha, 130 dây 13. Không lỗi nha mà. 130 dây 13. Điếu 40 anh Tuấn Đẹp. Móc 40 Nghiêm Dân. Bên em cọc chuyển khoản đi đơn nha mấy anh khách mới lưu ý giúp em nha. Dây 13 anh Văn Hiệp. Hitachi nha má. Con này lưỡi là 190 nha. Cái này là 4700 dòng kim thúc nha má. Lưỡi 190 nha, đế nhôm nha má. Thiếu cái lưỡi nha, hoạt động bình thường. 250. Đưa 25. Đây, dây dài dài to to không nha má anh, tốt ghê luôn nha má. Đây nè. Có cộng này bị văng băng keo một tí nha. Rồi tấm này em bán 300 ngàn. Dây 300. Dây to không nha mấy anh. Dây chục to không nha. 300 ngàn. Dây 300. Rồi ổ điện lên nguồn nha, ổ điện này em bán là 100 ngàn. Ổ 100. Rồi con này hiệu Mi Mikasa gì mới nè, Mikasa gì mà. Cái này là đầm thôi mới nè, đầm hay gì đó, đầm lót gạch hay đầm gì đó. Đây. Hoạt động bình thường nhé, 350 luôn. Đầm 35. Tỉa hàng gạo bên đây, Makita đúng không? Cái này là 14.4 won nha. Hàng siêu mới mà. 14.4 won. Rồi cái này em bán màu nha mà, 108, màu tỉa 18.
thế 2W, hàng Trung Quốc xuất nhập. Cái này là 12W. Có cơ 25 không? Có. Cơ 25 nhân dân. Rồi CDS 12W 7 chiếc pin nha. 200.000, mùi sát 200. Dây 300 anh Nguyễn Hưng. Này dây 300 là vô cái đóng dây đó không? Đóng dây dưới chân rồi. Hộp đỏ sao anh là máy gì vậy? Cái hộp. Hộp không cái gì anh ơi. Cái hộp đỏ vàng này. Cái hộp đó là hộp không cái gì nha anh? Ổ cắm 100W. Ổ cắm 100W ở đây em có xài là em nói chung là không biết có ổ đường ổ không, không thì em không biết nha. Chứ ở đây ở nhà em là vẫn ghim điện 220 xài bình thường. Với mấy cái cồn u lô điện đó em ghim 220 mà bóng đèn nó vẫn cháy bình thường. Đó cái đó là ở nhà em xài nha. Còn cái vụ mà tùy theo ổ hay không thì em không biết nha mấy anh. Rồi ổ 105 Nguyễn. Đó cái nào em biết thì em nói, còn không biết thì em nói không biết nha mấy anh. Cái đó là chuyện của nhà em. Cái mấy cái ô lô điện mà em có lấy em xài là em ghim điện nó vẫn lên, ghim điện 220 em xài là vẫn lên đèn cháy bóng đèn bình thường. Rồi súng bắn lên cồn không biết nó nha. Có trùng khớp như vậy hết không hay là nó ổ được ổ không thì em không biết. Rồi 220 mù thùng 22. Mù thùng 22 với 220 nha. Rồi dây điện nha má, dây dây ổ điện nha, đây nè. Rồi dây này em bán là 180, dây 18, dây 18. Ổ 100 qua mã nữa. Có khoang pin 36V không? Dạ không, chưa thấy nha anh. Cái hộp đỏ. Rồi để em lên hộp đỏ là phải hộp này hơn nó hộp đó. Mù tỉa 18 không ạ? Rồi mù tỉa 18 anh Ngọc Lãm. Cái này là cắt cầm pin đó nè, cắt cầm pin nha. Đây. Cắt cầm pin nha. Đây, cục pin nó đây. Nhưng mà không biết test không bán mù nữa. Mù sát 200 có không? Có luôn. Mù sát 200 anh xin cạnh. Đây, bên em bán mù bán sát bán lỗi là không bao hoạt động nhưng mà anh tình trạng là em báo trên live rõ ràng hết rồi nha. Pin sạc luôn nha. Chừng nào mà máy nguyên máy chạy mà giờ tới anh bị bể dở là anh phải kiểm tra hàng chỉ còn shipper đó nha mấy anh. Anh có gì rồi anh liên hệ lại cho, nói với shipper liên hệ cho shop nha. Kim vô. Có cái bao đựng nha, cái này lên cao mà. Quẩy vô có cái bóp đựng luôn nha. Dao hả anh, dao còn mà để từ từ cho nó. Rồi thùng này em bắn màu nha má. Sao rồi 800.000 nó là mù thùng 800. Mù thùng 800 nha. Ổ cá 100 qua mã nữa. Mù thùng 800. Mù thùng 22 có không Bảo? Có luôn. Mù thùng 22 anh Hoàng Tốt. Mù sát 200 qua mã nó đẻm lên nữa nha, máy pin sát em còn nhiều lắm nha mấy anh. Dây 18 anh Bảo Nguyên. Mà chắc dây ổ cắm mà nó có bóng đèn là mình lỡ như mình ghim vô 220 mà nó đứt bóng đèn nhưng là điện vẫn xài được bình thường nha mấy anh. Bóng đèn có khi nó đứt. Mà ở đây em xài là em thấy nó không có đứt đó, mà không biết nó có giống vậy hết không.
Rồi, cái này nhiều hơn nha, 200 ngàn. Dây 200. 200 ngàn dây ổ cắm nha mấy anh. Dây 200. Màu sắc 200 qua mã mấy anh ơi. Màu thùng 800 cho anh cái gì Nabito Nobita. Giao 60 còn nha anh. Giao 60 còn, anh nào có chốt thì kèm số lượng vô. Mã 18 lấy gì ta? À, qua mã anh ơi. Lên kèm các dây điện nhọn luôn bố ơi. Eto là em còn cái cây Eto mới nha, miệng 90 là miệng 90 nha mấy anh. Là cái gì nè trời, là hàng mới nha, hàng Trung Quốc xuất Nhật. 800 ngàn, dây 200 anh Nguyễn Lê, dây em còn nhiều nha mấy anh. Mấy anh có chốt trượt thì coi tranh thủ chốt lại mã mới nha, dây em còn nhiều lắm để em lên. Rồi, 170, dây 17, ồ, có cái này thiếu thiếu nè anh, 170, dây 17, dây 17, dây ruột nhiều lắm. Rồi, à, kéo tỉa cành nha, to nha, đẹp nha, trời, mới lắm anh. Dây này em lấy em hàng luôn á anh, em gắn vô cái máy hàng 220, mấy đồ hàng mới của em á, em hàng là bình thường luôn á. Dây xịn mà, dây động không mà mấy anh. Rồi, cây này em bán là 130 luôn á, kéo 13 nha. Đây. 130. Dây 17 Nguyễn Hưng. Rồi, anh Thắng Nguyễn giao 60 nhân 10 nè nha. Chốt 10 cây á. Đây, Nguyễn Thắng nè. Kéo này bán chưa mà? Đây, kìm cắt dây điện anh nào kiếm đây. Cái này em bán là 100k luôn, cặp 100, cặp 100 nha, kìm cắt dây điện nha mấy. 100 hai cây nha. Chạy nó hơi bị gồ nhưng anh, có nghĩa là chắc nó khô mỡ bò hay khô dầu vậy nha. Rồi 12V máy vít nha. 270 vít 27. Vít 27 12V Hitachi. 270 vít 27. Rồi kéo này 80.000, kéo 80. Dài là 45 xăng nha. 80.000, kéo 80. Kéo 13 anh Thanh, Thanh gì, Thanh Vũ. Để qua mơ. Cặp 100 anh Hùng Vũ. Hùng Vũ. Gỗ chưa có nữa. Kéo 80 anh Thanh Vũ. Dây đẹp không nha. Lên kèm anh bảo kèm anh quá chốt. Rồi, 3 cộng này em bán 108 luôn, dây 18 nha anh. Dây to nha. 108 dây 18. Chốt cho tôi một dây có 3 chui. Dạ khách chốt rồi anh ơi. Nói chung dây là em hốt đại. Hốt thí rồi cái nào nó dính dính với em không có soạn ra cái này kia nó hỏi chứ nó nói chung là đồ nhiều lắm không có hốt đại lên, nó dính cái gì nó dính nha.
Dây 18 anh Hồng Nguyễn. Đây, một cây kìm điện và một cây cắt dây điện nha. Rồi, cặp này em cũng bán là 100k luôn. Lên mã kìm 100, kìm 100 nha. Một cây kìm điện nha, và một cây cắt dây điện nha. Kìm 100. Kìm 100. Có con cây này cái lưỡi nó hơi mẻ mẻ một xí nha. Nói chung là kìm là còn nha, thấy là lên nha. Nhiều lắm đằng gãy gác nhiều lắm đó. Cái này kèm châm nha, kèm châm. Rồi dây nha mấy anh. Đây. Dây này nó không có dài mà nó cột mà nó nhiều ổ. Đó. Xài được nhiều công chuyện nha mấy anh. Nói chung cột thì mình ghim như mình nối ra, còn muốn xài ngắn thì mình rút ra mình xài bớt lại. Rồi. 220 dây 22. Nhiều lắm nha mấy anh, nhiều lắm. 220 dây 22 200 ngàn 200. Cái này là 12V nha. Cái này cũng 12V. Cái này giống Makita nè. Mà đấy là Trung Quốc nha. Cái này xài được là Makita đó. Và 9,6V. Kiếm sạc dít lên 7,2V. Kiếm sạc dít dây 22 anh Thanh Nam. Mùi Win 200 lên mấy cái máy pin rồi lên cho nó. UV 12V nha. Cái này là Edman 14.4V. Cái này 12V, hàng này báo xuất nhập 220 mù sát 22. 220 mù sát 22. Rồi dây nha anh, dây tốt tốt không nha, 300.000. Lên mã đen 300. Không lỗi nha. 300.000, đen 300. Đóng luôn. Đen 300. Bào gỗ chưa nha. Bào gỗ này là 100 ngàn nè. Bào loại này là má. Ngộ ngộ lạ lạ nha. Đây. 4 cây 100 ngàn. Lên mã gỗ 100. Kèm này về thì anh đánh bóng rồi, cái là nó mới rồi anh ơi, chứ không phải nó cũ đâu nha. Rồi bà mã gỗ 100 cho anh Nguyễn Hưng. Hitachi nha má. Con này công suất là 670W nha má. Lưỡi tắt nha. Dây ba đen 300 nha má anh, dây không lỗi nha. 170 mài 17. Đen 300 cho anh Trường Sinh. Thank you.
Rồi dây, dây ổ điện 109, dây 19, 109 dây 19. Lên cái cắt cành loại lớn đi. Đây, dài 64 nha. Lưỡi không mẻ nha mà. Đây. Rồi cây kéo này em bán là 100.000 cho anh luôn, 100.000. Kéo 100, dây 19 anh tính gì? Dây 19 anh quất đà. Gỡ nha, lưỡi 350 nha. Nó hơi gỉ xấu mới nè. Rồi, 100.000 luôn. Lên mã 600. Đây bào này bào to nha mấy anh. 50.000. Bào 50 bào phẳng nha, bào to nha. 50.000 bào 50. Kéo 100 Minh Phan Hà. Rồi Hitachi nha anh, 18W nha. Cái này là 12W, không biết là cái gì nha. Cái gì nha. Rồi National nha, 2W nha. Rồi 104 luôn, màu sạc 14. Không xem được sao anh? Chẳng anh Bình ơi. Không xem được, có khi mạng bên anh đó. Chứ em thấy khách chốt phà phà nữa. Khi mạng bên anh nó gồm một lỗi cũng do mạng của bên em nữa. Cái một chút đó. Cái đường, cái bột ngọt á anh. Thấy là mới thành mà canh nha. Khi đang coi cái thoát ra cái bấm loại là nó đen thù lùi, nó đen là có khoảng đếm từ 1 đến 15 là nó coi là bình thường. Dao thép thì tại em chưa thấy anh ơi. Hôm bữa có bán quá trời luôn mà anh không có lên like, anh không có lên cái gì, anh không có xem. Rồi, bốn cái bầu lạ lạ ngộ ngộ đúng không? Hàng sưu tầm nha. Đây. 5 cây 100.000. 100.000 lên mã đóng 100. Vậy. Mã đóng 100 nha, bào gỗ 5 cây nha anh. Bào lạ ngộ không biết bào cái gì nữa. Rồi, không có cái súng bắn đinh bê tông nha anh. Bắn bằng ga nha anh. Kim ti luôn nha. Mới. Bắn bằng ga nha, cái này. Biết xài sao ga nó bên này nè. Còn cái ga không? Có cái ga. Rồi, thùng ném bắn màu nha. Chịu gửi nha, màu thùng ngàn gửi nha. Hàng lúc này giống anh công nó bị kẹt cho nên không có hàng nữa. Bị kẹt công nữa. Cho nên hàng nó hơi khan hiếm một tí. Bu lông pin không có rồi anh ơi. Cái đội nha, cái cây này, lăng này nó hơi bị cong hơn nha, về mình tháo cái mình gõ cái là lụm nha mấy anh. Rồi cây này em bán 100 gử luôn, mù đội 15. Không có tiền có thêm nha,
nó chết pin đó, em hết rồi. Đây bán à. Rồi, chắc gặp nha. Bán trên Makita nha. Con này công suất là 1100W nha anh. Lưỡi này hình như là 80 hay là tắt chứ anh. Đây. Hoạt động bình thường nha. 220 cắt gạch 22. Máy cắt pin em có cây mà 18V mà cái cò bóp luôn á. Cái đó là máy với pin luôn, cái cục pin nó còn chạy luôn mà không có sạc. Cái đó là máy thì hoạt động luôn mà pin còn chạy luôn, nhưng mà pin em bán màu 18V Makita, cái đó em bán là 2,7 triệu. Lên có bá ấy thì mã cắt 27, ai muốn xem thì lấy ra cho xem. Em cũng tính để đợi, cũng chưa bán nên là để nghiên cứu. $35k lên mã búa 35. Máy cưa xăng không có nữa. Chưa có nha. Bữa hổm lấy lô về bán xong mà nó khó quá nè, cũng như nó về nó chết nhiều quá. Vừa bỏ bán vô cha. Rồi, Black Decker nha má. Con này công suất là 250W nha, lưỡi là đầu là 6,5mm nha má, hoạt động bình thường nha. 80.000, khoan 80. 30.000, búa 30. Cái này búa 35, cái này búa 30. Búa 35 anh ký họ. Búa 35 để lớn hơn nhưng mà nó nặng hơn, nặng tay hơn. Rồi, em có F-code nha mà. Búa 30 F-code đã. Bằng tay nha. Anh Lâm Nguyễn. F-code búa bằng tay, hiệu con tôm luôn nha. Đây, còn đợi đủ đầu nha. F-code nhỏ hỏi nãy giờ nha. Đợi đủ đầu nha. Đây. Rồi, 700.000. F-700. Rồi, em có cái cây mở bugi nha. Dài là 3 tắc máy luôn nha mấy anh. Cây này em bán là 35k lên mã 35. 35k lên mã 35. Rồi, em có cây sơn to nữa. Rồi, búa đầu lục giác nha, 140, búa 14. Búa to nặng lắm anh. Khoan 80 không ạ. Cái này dài 75. Khoan 85 hoàng. 72 nha. Chiều dài là 7 tấc 2 nha mắt. To nặng nha mắt. 250. Sò ben 25. 5.000 đô nữa kìa. Hula Autodot Mimom Brayet. Trời ơi, mà có bà chị bà nói cái gì mà tiếng Anh tiếng U không, cái gì lại nữa kìa. Như là chị ấy mình bán F700 anh thắng cao. Dạ, cảm ơn chị ạ. À. Thanh Kiều chị. Thanh Kiều nha. Chị nói cái gì mà một giây luôn trời. Cái gì mà 550 USD cái gì nè. Thôi em không nhận đâu chị ơi. Chuyển 5.500 đô. Số tiền lớn quá em không nhận đâu chị ơi. Rồi mã 35 anh đang dân. Em không nhận như chị, lấy mất nợ chết chị. Đã là cho 35.000 đô mà không, không lấy đâu. Rồi nhóm anh, cái cây cờ lê này là xịn sò luôn nha. USEG AEG vậy nè, 248 số 50. Cây này em bán 150, cờ lê 15. Cái này là 50 nha, cái miệng là 50 nha mấy anh. 150, cờ lê 15. Cờ lê 15. Rồi cặp búa này em bán cho mấy anh là 90.000, lên mã búa 90. 90.000, búa 90. Chị nói cái gì mà tiếng Anh tiếng U, cái này không phải tiếng Anh đâu, không phải tiếng Anh đâu, đâu phải hả? Cái này tiếng hình làm như tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hay gì không đâu.
chắp tay lại gì lắm rồi. Mới đưa lên đầu hàng. Anh hồi lâu shop ơi. Sạc gì anh? Sạc gì? Makita đúng anh. Sạc gì? Con này công suất là 340W nha. Anh đông. Đây, súng bắn giúp thịt cho anh 2 triệu với Makita hoặc là bình thường á. Rồi, 100.000 giúp chấp. Trời ơi, 15 anh Chí Thọ. Rồi, 9.6V, hàng này lâu xích nhật còn là bình thường lắm. 16 đỏ 16. Cưa nhưng mà cưa cắt cành cây hơi xấu nha, 20.000, cưa 20. 20.000, cưa 20. Dít 30 cây tròn cây dẹp nha. 30.000 dít 30. Bán hết 3 cây luôn đi. Rồi. Tơi nha mấy. Cái này là 17 nha, tơi là 17 nha. Cái này là 18 hay là 19 gì mấy nè. Như là 18 hay gì nha. Rồi, với cái ba đầu nha. Mà nó hàng hàng nha. Rồi, ba cái em bán là 100k luôn, bộ 100. 100k. Dít 30 đang dăng. Không anh ơi, bộ 16 là chỉ là máy thôi nha, máy với pin thôi nha. Cưa 20 dân hành. Rồi cái này đóng số, đóng mọc, đóng gì không biết nha mấy anh. 100.000, mù 100. Đây, đóng số, đóng mọc, đóng gì không biết. 100.000, 100. Rồi em có cây cưa thép nha mấy anh, cưa sắt nha. 120 cưa 12, 120 cưa 12. Rồi em có hai cọng dây nguồn nha, dây cắt máy nha, to bự dài nha. 180 luôn, một dây 18. Mượn 100 cái gì không bảo? Có mượn 100 không bảo? Nhất cái này mấy cái này 100 cái nào không? Cái này bán mù cái gì? Bộ 100. Mù 100 là gì anh đang văng? Cái gảnh sắt hình chữ quê. Là gì ta? Là gì anh? Cái gảnh sắt hình chữ quê là gì anh? Không lẽ mấy cây sủi này anh. Cưa 12 anh đang văng. Rồi bơm chìm nha má. Con này công suất là 130W nha. Xài ống là 15mm nha má. Có giúp thùng đây, không? Một cọng bình thường nha má. Mà nó bị bể cái vỏ lên thùng này. Đây, lên mới thùng. Rồi cái này em bán là 200.000 nha má. Lỗi xác 200 nha má. Máy hoạt động nha, chỉ bị bể cái vỏ thôi. 200.000, lưỡi xếp 200. Rồi cặp kéo cắt to nhưng mà cái cây này cái lưỡi cái mũi nó hơi mẻ hai bên này nha. Đây. Rồi cặp này em bán 80.000, lên mã lỗi 80. Là gì anh? Bà muốn nghiên góp cho người trung thực. Ba la tào lao là sao anh? lỗi xác 200 à? Lỗi xác 200 anh Nguyễn. Mấy anh khách mới lưu ý nha, bên em là cọc chuyển khoản đi đơn nha mấy anh. Thứ hai kế bên chuyện.
hộp, cái hộp nó lên đậm. Rồi Hitachi nha anh. Anh dịch được cũng hay á, em nãy giờ em đặt, em hồi đó cũng học bên đó đó mà sao lâu quá quên nên đâu. Hitachi nha, con này công suất là 620W mà đầu 13 ml nha. Ba cái tiếng đó là nói với em mà em nói cũng như là ăn cơm với anh. Rồi hộp này em bán là 270 thùng 27 nha. Hồi đó mà mình dân em là hạng nhất mà. Khoan một chiều đầu 13 ml nha. 270 thùng 27. Nhất mà cô có nhất cái đầu. Hồi đó em học tiếng Anh là lo mà rung. Từ lớp 6 tới lớp 9 là không biết đếm tới số 11 đó anh ơi. Số 10 đó là số 10 là biết đếm nha, tới 11 là rồi xong. Rồi em có 4 cái đầu điếu nha. Quá mới mà nè, hiệu Toyota luôn nha mấy anh. 4 cái đầu điếu này em bán là 120 luôn. 120 đầu điếu 12. Đây, khoan nó cái tầm giá này đúng không anh? Không? Khoan đỏ gì có dây sạc không? Không anh ơi. Không nha. Anh hỏi cái tâm giá cho cái xem này lại mù 100 kìa, mù 100 khách chốt cái gì anh ơi. Cứ kiếm nha anh. Con này hiệu 80 có không bạn? Hiệu là Tajima. Ờ rồi rồi rồi. Tajima nha. Made in Đài Loan, 18W nha anh. Có điều tóc nha. Đầu điếu 18W anh hoàng tốt. Tajima. Bán mù mấy anh ơi. Rồi 300 ngàn luôn, mù vàng 300. Mù vàng 300, Tajima 18W. Rồi búa nha anh, búa đầu tròn nha. Cái cán này là gỗ nha mà nó băng băng keo đặng cầm đừng có cho bị ma sát cái tay vô cái gỗ á mấy anh. Rồi cái búa này em bán là 80 ngàn, búa 80, búa to nha anh. 80 nè, búa 80. Anh Quang Lê anh nói khoan 25 được không shop là sao? Cái thùng là anh cái gì anh? Anh nói em không hiểu. Phải cái thùng. Tại thùng khóa 27. Là cái thùng đúng không anh? Rồi, Hilti nha anh, cái này là xài được hai nhập viên luôn nha. Bị trượt chọt luôn nha anh. Hilti. Cái này là 21W, 24W, 32W nha. Rồi, lên đèn với món màu nữa. Rồi, 18 luôn, mù sạc 18 nữa nè. Hilti 36W, 32W nè. 18, mù sạc 18. 270, thùng 27. Khoan đỏ nhiêu tiền? Đó, 16. Khoan 16. Rồi mấy anh ơi, em có mũi khoan thép nè mấy anh, một đống luôn nha. Đây à, to nhất là 16. Không có để số rồi mấy anh, chắc 12 giống mấy anh ơi. Đây 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cây nha. Rồi trăm gử thôi, trăm gử luôn, mỗi khoan 15. Nó ngay nó hơi cũ cũ nhưng mà về cái nào lục quá thì mình mài lại nha. Trăm gử mỗi khoan 15. Có anh, cái đó là súng bắn đinh bê tông bằng ga nha. Em bắn màu chịu gử. Thùng Hinti có máy không? Rồi, thùng Hinti đó là cái súng bắn bê tông rồi xài bằng ga anh. BUV 14.4. Nó thiếu cái bình ga nha, cái chai ga nhỏ dài như thế. BUV 14.4 của anh Kim Anh Đạt. Mỗi khoan 15 anh Nguyễn Hưng. 140 mù sạc 14. VUV 14.4 qua đi bên đèn nha. Bắn 1, 140 mù sạc 14. Có lưỡi cưa kiếm tìm em mấy cái. Rồi chưa thấy anh ơi. Lưỡi cưa kiếm khó tìm, hiếm. Có khoan Makita đầu 13 công suất 700W. Kiếm khoan Makita đầu 13 ly mà công suất 700W cho anh cái không mà. Cái đó là người có đó. Dít pin thùng. Đây.
giờ em có 4 cái mũi đục gỗ nha anh, mà nó bị xét với mắt cán vậy nè. 30.000 luôn đi, lên mã đục 30. Nhanh gọn lẹ nó nè. Đây, Makita 700W, đầu 13mm, khoan 1 triệu. Khoan qua mã mới nè. 17, khoan 17. Không có cần câu máy. Đầu 13mm nha, công suất 700W nè. 17, khoan 17 nha. Dây nha má. Cái này dài là đục 30 anh Thiên Dương. Gửi là 62mm, để là 6m2 thôi trời. Cái dài lớn lên. Lại ra. Đấy làm sao? Thước này 2m rồi đó nè. Rồi, 30.000 luôn. Lên mã thước 30. Thước tôi đo thì lấy bán lo rồi. Cũng mới lòng đi chơi. 30.000 thước 30 2m nha. Đục 30 qua mã nha. Rồi em có mũi khoan rồi mũi vít gì và gắn cho máy pin đó nha mấy anh. Gắn cho máy pin. Rồi bộ này em bán 100k đi. Đây. Mũi vít, mũi khoan vậy nè. Nhìn thấy gan dĩ đạn. 100.000 lên mã bộ 100, bộ 100. Bộ 100 nha mấy anh, còn hoạt động nha, 2 chiều còn hoạt động bình thường lắm. Mà nó mắc cái cán nha, đây. Nó mắc cái vỏ ngoài cái cán nha. Rồi, 50.000 luôn, lỗi vít 50 nha. Ok nha. Có khoan 17 không bảo? Khoan 17 anh. 2 chiều còn bình thường mạnh. Chỉ là bị mắc cái ấy thôi nè. Cán thôi nè. Nè. 50.000. Được 30 qua mã nữa. Sạc 14 à. Sạc 14 quy lê. Được 30 qua mã mất nữa. Bỏ 100 anh Tiết Bùi. Bỏ hàng chè chưa thấy anh ơi. Thước 30 anh Giang Văn. Mấy anh khách mới lưu ý nha, bên em cọc chuyển khoản đi đơn nha mấy anh. Tình trạng hàng quá lỗi màu sắc là không bao hoạt động nha. Em chốt đơn là bên em có cái tin nhắn tự động nó sẽ hiện qua bên anh là chốt như, ví dụ như mã A là nó hiện qua mã A nha. Sát sạc 50. Em chụp hình cái mã A em gửi qua cho mấy anh nha. Sát sạc 50. Đúng hàng mình chốt thì tranh thủ cọc đặng mình đi đơn nha mấy anh. Em lưu đơn trong vòng là 2 đến 3 ngày nha. Không phản hồi là em xả ra. Rồi, CDS 12V nha mấy anh. Sạc pin luôn nha. 100 gử, mù bộ 15. Bận công chuyện, kẹt công chuyện. CDS 12V. Vinh thì có lỗi chưa? Có, 50.000. Rồi, lỗi dính 50 dân đỡ. 100 gử, mù bộ 15. Có tình trạng lỗi thì em báo trên like hết nha. Đồ nghề là em khỏi lên mã lỗi, mã gì nha. Đồ nghề là cái nào mẻ hay là không mẻ gì em báo hết. Chỉ có đồ điện là em mới lên mã mù, mã sát nha mấy anh. Thì nó dễ nha. Rồi kéo các con kéo công nha, 40.000 lên mã kéo 40. Rồi Hitachi nha mấy. Con này công suất là 670W nha, lưỡi là 160 nha mấy. Có thăng tại mạng anh chậm hoạt động bình thường ngoại hình gì mấy. Mà nó thiếu cái đồ bảo vệ lưỡi cho nó. Rồi 200.000 luôn, nó mở thiếu 200. Thiếu 200. Kéo 40 anh Chí Thọ.
dài 26 xăng nha mấy anh. Rồi cái máy này, cái máy gì, máy bấm tốc độ hay là máy gì không biết mấy anh ơi. Cái gì nha, cái màn hình nó bị đứt cái kiến miếng nha mấy anh. Trước nó gì nha. Rồi bắn màu luôn mấy anh ơi. Rồi cặp kéo này là 70 ngàn, cắt to nha mấy anh, kéo 70, 70 ngàn, cây cục cây dài nha, kéo 7, kéo 70. Rồi 400 ngàn đúng không anh, mù 400 nha, mù 400. Đây, cái bị nè, cái bị trước quà đi thiến heo tới giờ để lại. Tìm cho hai cục pin chọt Makita 12V. Rồi em có mấy cây sủi bơi hay sủi cái gì nhỉ mấy anh? 2, 4, 6, 8 cây nha. Rồi 8 cây này em bán là 100 ngàn, lên mã sủi 100, 8 cây nha mấy anh, 100 ngàn sủi 100, mã sủi 100. Kéo 70 đứt tổn. Hết sức lâu mới thấy anh Lộc phụ hồ, anh Lộc phụ hồ bữa nay anh mấy sức thiệt. Em nhớ anh muốn chết rồi anh ơi, em lục dữ lắm mới được. Rồi sủi 100 anh phụ hồ. Đây, nha Makita 12V nha. 70 ngàn cái gì mà không thấy anh, mù win 70, 70 ngàn mù win 70 nha. Ngồi im im không anh ơi, anh mù win 70. Rồi cây bào cơm mini đẹp nha, đây lưỡi thì siêu mới anh ơi. 50 ngàn, bào 50 nha. Đây, đợi siêu mới nha. Cái này chưa bào luôn. Hello mấy đứa. Gài anh đi đâu anh ăn Tết cái anh đâu mất tiêu luôn, đi du lịch hả anh, mới về hả anh? Đi ra nước ngoài du lịch hay gì đó nha. Rồi, kéo cắt sắt mini nha đây. Đẹp lắm. Mù pin 70 hả vậy? Rồi mù pin 70 anh da đào gì nè. 100 ngàn, kéo 100, kéo cắt sắt mini nha mà. Rồi kéo cắt dài nha mà, có chuyện luôn nha. Mù nào, mù nãy hả? Đây, có chuyện luôn nha mà. Thử còn ngon lành đó nè. Anh cần mỏ bén nha. Chị anh nhờ. 70 ngàn, kéo 70. Tại biết rồi anh mà tại chưa thấy nha. Kéo 100 nha, thì kéo 70 nha. Cải gắng đợi em ít bữa nó ra anh Minh Hồ, tại vì chưa thấy anh ơi, chứ thấy là em thấy rồi, anh thấy đi đầu giờ em đâu có bán lên đây đâu, không có luôn, nó qua cái luống nó hay gì. Rồi Kabushi nha, cắt được ống 42 hàng mới nha mấy anh, 100% hiệu Kabushi. Rồi cái này em bán 160, lên mã ống 16, ống 16. Kèm 70 hả Dượng Bảo? Ông bán cái này 70 ngàn hả vậy? Kéo hả? À, lên mã kéo luôn hả? Kéo 70 anh Hùng Vũ. Ráng đợi em ít hôm nha anh Minh Hồ, có là em lên liền á anh ơi. Nói chung mấy anh mà yêu cầu cái gì em cũng muốn lên lắm mà ngặt, cái em chưa thấy hàng thì nó chắc đóng anh. Với ngày nay em kẹt công chuyện á, em với ông Bảo đi tới tối mới về anh, cho nên không có soạn được hàng nữa nha. Có nhiều cái nguyên nhân lắm anh ơi. Chuyện đăng đăng đi đây, về giải là ăn cơm không là bay vô bập luôn đó mấy anh ơi. Kéo này là 160 ngàn, lên mã cắt ống 16 hoặc là ống 16. Có mù 400 không Bảo? Rồi em chốt cái bị thiến heo 400 trên hoàng tốt. Nhìn
Rồi cây này tước dây điện, bấm dây điện nha anh, 50.000 lên mã 50. Ống 16 cho anh Hủ cái gì? Hủ gan gì nè. Tên ảnh dài lắm mà em đọc tắt tắt cho nó nhanh anh ơi. Không có cần câu máy nha anh. Cái đục ép trên bàn bán sao anh? Cái đục ép là cái nào ta? Cái đục ép là cái nào anh? Cái đục ép là cái nào anh? Dạ, rất giả lắm anh ơi. Đây, số 17 nha anh, hai đầu 17 nha. Đây, còn một đặng. Rồi, ngoại hình hơi xấu, con này em bán là kéo này hả? Hiệu. Rồi, 70.000 luôn, đen 70. Kabushi nha. Kabushi. Kéo này là của Nhật cái gì nha. Cái này cũng như là Trung Quốc xuất Nhật hay sao á, nó không có để chữ Trung Quốc nha. Nó không có để chữ gì chứ không anh ơi. Nó để là Made in BGC. Đó, nó để chỉ nhiêu thôi. Nói chung em cũng bán cái này nhiều, lúc giờ là nhiều dữ lắm luôn á. Mấy cục sắt trên bàn giá sao anh? Mấy cục sắt là mấy cục nào ta? Đâu có cục sắt nào trên bàn đâu anh. Chốt cái gì em ơi, chốt cái gì em. Ông có lên mã gì 70 nữa không? Rồi mà 7 cần 70 anh Nguyễn Hưng. Rồi, Makita nha anh. Công suất là 260W nha, đầu 10 mm nha anh. Khoan một chiều đầu 10 mm nha, hoạt động bình thường nha anh. Rồi, full bộ luôn nha. Rồi, thùng này em bán là ba cục pin kia là 250 thùng 25. Đắt à anh là sao? Thùng 25. Anh nói cái gì anh Nguyễn Hiệp, em không hiểu. Cái ý của anh đó. Ý anh nói là mấy cục pin nữa ha. Bán đi, ừ bán lên lại giùm anh đi. Đây 12V. Cái này là 12V xài được cho Makita nha anh. Rồi, bốn cục này em bán 180 luôn. Màu pin 18. Rồi, em có cái đục mộng vuông nha anh. Đây, gắn máy nha. Một cây có cái mũi khoan, một cây thì hông nha. Rồi cái này là 100.000 lên mã đục 100.000 đục 100. Mã 70 qua mã anh ơi. Chắc có anh hỏi bào gỗ đó anh. À anh hỏi cái này ha anh, cái này 50.000 bào gỗ nha. Đây. Mới nha, còn mới luôn nha. 50.000 bào 50. Chưa có được nghỉ luôn á anh, thiệt tối ngày nay. Giờ em có cái lạch lòn nha, nó hơi xấu xấu nha anh, 90.000 lạch lòn 90. Đây, dây này nó không có rút vô ấy nha. Giờ mình, à, nó chỉ rút tới đây thôi nha. 90.000 lập lòn 90. Rồi Hitachi nha anh. Cắt ống là 160.000 nha anh. Con này cắt công suất là bao nhiêu vậy? Cắt được ống 42 nha anh, cắt được ống 42. Công suất là 720W mà lưỡi tắt nha, hoạt động bình thường nha anh. Mà cái vỏ mà con mini chưa thấy anh ơi. Bởi chỗ này mà nó mắc miếng nha. Rồi bào 50 anh. Rồi. Nguyễn Thắng. 120 luôn. Lỗi sát 12, 120. Lỗi nó bị bể cái vỏ thôi nha anh. Giờ em có cái đầu này gắn vô là bình thường đó. Cái vỏ ngoài. Giờ em có ké cắt to nha mấy anh, hơi xấu nha, hơi cũ chứ không hơi xấu. Về đánh bóng lên là mới rồi mấy anh ơi. Rồi cây kéo này em bán là 80.000 nè, cắt to hay cắt cành gì không biết nha, mà lưỡi hỏng mẻ nha mấy anh. 80.000 kéo 80. Đây cây kìm điện đó mấy anh.
Với cái cây kìm này mỏ nó không nhọn. Đầu ngày em chưa được soạn anh ơi. Mỏ nhọn, mỏ không nhọn mà mỏ cũng không cục lắm. Nó lớn lớn lớn. Không gài bán đồ im im không anh ơi, không thấy rồi, anh. Cặp này em bán là 120 nha luôn. Cặp 12 nha. Màu 18 anh xưng cảnh. Đây, đẹp. 120 cặp 12. Ăn Tết rồi là em xả 4 bao hàng đồ đồ nghề quyết quyết không mấy anh ơi. Đây, kéo cái ton mini cho mấy. Đây. Hình nhìn cũng được được chứ. Cái gì cái lọc lọng 90 là gì? À lọc lòn, lọc lòn. Lọc lòn 90 anh đang văng 40.000 kéo 40. Cặp 120. Kéo 40. Bùng bùng bên 18 rồi. Rồi đó, bán rồi đó. Lên lại pin KSNO cho mình một chiếc là gì trời? KSNO là gì anh? Anh Trần nghe pin hiệu gì anh? Ông lên kéo gì 40 không bảo. Rồi kéo 40 anh Quốc Đạt. Còn kèm 12 nữa nha. Còn cặp kèm 120 nữa nha. Rồi lên cái mài dao nữa anh. Cái này kẹp bàn mài dao nha. Nó có nhông trong này hay nha. Về tháo về vệ sinh nhông anh ơi. Nó bị kẹt cứng rồi nè. Mà xây vẫn được nè. Rồi về xử lý lại. Rồi cây này em bán là 140 luôn. 140 lên mã mài dao 14. Mài dao quay quay với anh. Rồi và lắp đích cơ với anh. 9.6 14 của anh nha. Đích dây điện lòn 50 lấy gì ta. Những trả giá 80.000 mù đen 80. Và lắp đích cơ nha. 9.6 14 của anh. 80.000 mù đen 80. Chàng hoàng nói cái gì 14 mà bảo máy gì 14 máy gì chàng hoàng à mà dao hả rồi mà dao 14 chàng hoàng anh làm em hơi bị căng thẳng luôn á mấy anh. Hiểu rồi anh ơi, hiểu rồi. Rồi em có đóng dây điện rồi nha. 130 luôn, dây 13, 130 dây 13. Dây 13. Đây đâu có đem sạc dự phòng ra đây hả? Đây, em có cái pin rồi kìa. Cái này là cái gì? Thiệt chốt kiểu là em cái này là để là 5 kg tới 9 kg nha anh, để là 2,5 m nha. Rồi sạc đâu sạc. Rồi, cái này kìa em... rút sạc á mấy bên ở 15 kìa, rút đỡ đi, mười mấy. Từ đêm hôm tới giờ. Rồi, cái này em bán là 300.000 đúng không anh? Mù vàng 300. Coi được vô được không? Cho kiểu đầu tiên. Dây 13 anh Thanh Nham. Thanh Nham nha. Lên dây điện đen. Rồi 120 liềm 12, cái này nó chỉ có gì thôi nha. Đây 120 liềm 12 nguyên một bó luôn nha mấy anh. Mùi vàng 100 không bảo. Màu vàng 300 anh Nguyễn Hưng. Rồi 2 dây to đó, 150 luôn. Dây 15. Dây 15, 150. Yeah.
Lềm 12 nha, quá lê, trời lềm luôn á. Lưu mài khoan đi. Kiếm gì tặng anh đi. Giờ 30.000 móc 30. 30.000 móc của mấy anh gì đó. Móc cái gì? Dây 15 hả Dương Bảo? Dây 15, dây 15 phải không? Dây 15 anh Văn Hiệp. Móc 30 anh Nguyễn Hưng. Ngứa gãi, ngứa gãi lên mạ, ngứa gãi. Rồi 14 won nha mấy. Đây. Rồi cây này em bán 200 ngữ, màu 25 cứng cốt nha. 14 won ba na, 14 với 18 luôn nha mấy anh. Có bầu đi không? 200 ngữ, màu 25. Gãy. Ngứa gãy, ngứa gãy. Đồng hồ dạng năng hiện cho nó chưa thấy nha. Đây, tôi kiếm nha mấy, bóp nha. Có đều tóc luôn nha. Đây. Có lưỡi luôn nha. Đây, thùng thì quá sạch sò. Khỏi tính. Khỏi tính cái máy đi, nhìn cái thùng thôi là thấy là mất ghèn quá nữa. Rồi, thùng 525 anh Thị. Thùng này em bán 500 ngữ anh, thùng 55 nha, boss nha, 550W nha. Đây, còn lưỡi luôn nha. Tôi kiếm có lưỡi mà. 500 ngữ, thùng 55. Quá đẹp mà anh ơi. Thùng 300.000 nữa. Pin ma guitar anh Hòa không chơi được chỗ nào luôn. Rồi cây này là 14 won nha mấy anh, máy vít nha. Bana nha. Rồi cây này em bán là 400.000, màu 400, máy vít nha mấy anh. Đây cái đầu vít quá đẹp lắm. Này làm như vàng 18 luôn. Cốt còn xây, xây không biết đem thật. Cốt còn xây nha mấy anh. 350, màu 35. Liền không ai chốt rồi, đưa qua bên này. Cái đầu búa nha mấy anh, cái đầu búa này là 100.000, đầu búa lục giác nha, nặng lắm nha mấy anh, 100.000 đầu búa 100. Thấy không bảo bán đục bằng vô nữa, bán cái mài cầm tay là đâm thêm một bao bì. Thùng 55 anh Hoàng tốt. Thùng nó đúng, về đựng đồ ngồi là đúng đã luôn á mấy anh. Cưa kiếm hiểu bót luôn nha. Pin Makita em chưa thấy anh ơi. Em chưa thấy nha. Rồi, kìm chết nha, hàng Kabushi, hàng mới nha mấy anh. Mới 100%. Chưa sử dụng. Rồi cái kìm chết này em bán 160, kìm chết 16. Ảnh anh Nguyễn Văn Tần ảnh cần pin Makita hết ghê nhưng mà đâu có cục nào không, kiếm quằn quằn cho anh ơi. Chưa thấy anh ơi. Chưa thấy nha, thấy là trở nên liền. Rồi con bơ cái đây này, con bu lông đầu 3/8 nha mấy. Cốt còn xây nè, cò kẹt nè. Dưới dưới này nó gì nè, nó bị vong chóc, ghẻ lở nha mấy. 120 luôn, màu 12.
120 mùa 12 luôn, nhanh gọn lẹ luôn mấy anh ơi. Coi lại cưa kiếm hiệu Boss. Dạ cưa kiếm hiệu Boss khách chốt rồi anh. Mỏ lết 350 có không lấy anh. Rồi mỏ lết chưa thấy luôn anh ơi. Mù 35 hiệu gì? Mù 35 là hiệu Bana nha, Bana 14 won máy vít. Bana nha mấy anh, đây. 14 won nha, máy vít nha. EZ7544. Nói chung là hàng em đang lấy nha, mà nó bị kẹt không gài ở ngoài, nó lưu vũ công lắm mà nó bị kẹt nha. Cho nên chưa rút được. Anh có được mấy ảnh hơi chưa rút được. Chết. Màu 35 anh chiên vô cô. Rồi em có cái mỏ quạ nha. Mỏ quạ này cũng hàng thường thôi, không tốt mấy anh đâu. 30.000 luôn, mỏ quạ 30. Ừ không vậy nè. Rồi cái này 18 won nha, Makita cưa dòng nha mấy anh. 18 won Makita cưa dòng. Sốt trời. Test thử rồi được không? Test chơi. Không được mấy anh ơi. Rồi 800.000 màu 800. Makita 18 won cưa dòng nha. 800.000 màu 800. Ngán rồi Bảo ơi. Ngán rồi Bảo ơi. Cái này bán chưa Bảo? Cái này nè. Cái kìm cắt kẽm nè. Treo đi giờ này gì nữa. Rồi kèm cắt kẽm nha anh, lưỡi đẹp hỏng mẻ luôn nha. Hiệu MCC nha, da băng luôn nha mấy anh. Y hiệu HIT nha. Rồi 80.000 cắt kẽm 80. Khang tiếng là nói chuyện hết nổi rồi. Lan thịt viết nói chuyện hết nổi rồi. Cưa dòng nó 800 đó anh Hunter. Dứt đi 18 won đó anh. Rồi mỏ quạ nha, hiệu tớp luôn nha mấy anh. Mỏ quạ này em bán 80.000. Thêm cây này nữa là cũng như bán 100.000 đi, 100.000 mỏ quạ 100, bán cặp này luôn không ai chốt. Mỏ quạ 100 luôn. Rồi cắt kẽm 80 anh Nguyễn Du. Bảo không? Rồi em có cái cục pin xe đạp điện nhưng mà pin này pin ni nha, pin ni anh ơi, 24 won nha, 150 màu pin 15, 150 màu pin 15. Rồi mỏ quạ 100 anh đang văng. Tử rồi bảo không? Rồi Panasonic nha anh, 14.4 won nha, đèn nha. Rồi 150 luôn, mù pin mù đèn 15. Bana không nha. Có pin test nha. Panasonic. Rồi, không lận đâu được cái bu lông. Bu lông để lại trên bàn. Cái này xài hơi anh, xài hơi. Chỉ
chúc mừng anh Bảo rồi anh Nguyễn Văn Tằng chúc mừng anh Bảo luôn. Mổ quả qua mã mù đèn 15 anh Nguyễn Hưng. Rồi anh ạ. Nó mới chạy vậy, nó nghỉ chạy em á. Gùng tài hả thằng mẹ. Nó hiệu KTC vậy má. Cái này Bảo đang gùng tài rồi. Cái này như là 10.8 của anh em á. Bảo cũng đang gùng tài vậy. 3/8 nha. Không máy rồi. Rồi. Bu lông này là xài hơi 200 ngàn. Mù 200. Mù 200 á. 120 mù hơi 12. Rồi. Gùng tài hả này. Vợ ông Bảo anh ơi. Rồi, Makita em anh 9.6 của anh nha, đầu 10 mm nha. Đây. Cái này là 120 nha, đây. Cái nít chống phọc nha nè anh. Đây 3/8 nha, rẻ lỡ bông chóc khoan nha. 120 mù hơi 12. Khoan 200, Makita 9.6 của anh. Mời cái đi không nha. Mời cái đi đó, mày. Mày đi hàng chiếc. Mày đi hàng chiếc. Không yên tâm. Bả bị đau bao tử mấy anh ơi. Thôi thôi. Khoan 200 là cái nào Bảo? Dây. Mà lên máu khoan 200 hả? Khoan 200 anh Quốc Đạt. Mù 200 lấy gì nữa ra? Đây thôi. Mù 200 đó. Mù 200 anh Trần Ngọc. Rồi mày chưa có anh ơi. Thôi bán tặng cho mấy anh mấy cục sạc đi mấy anh ơi. Rồi sắp nghỉ anh ơi. Kìm mổ quả chưa thấy nha. Thấy, em đang hút hàng về mấy anh. Để có hàng cho phục vụ cho mấy anh nữa nha. Không gài công nó bị thấy đó, bị lu bu gì đó mấy anh ơi. Cho nên hơi chậm trễ. Ảnh hưởng toàn cầu mấy anh ơi. Giao nha, chưa không có máy mà giao nha. Anh Bảo nói chưa có vợ mà ảnh nó dốc quá anh ơi. Anh ba đứa con. Dạ, anh kiếm thêm nó nói gì á, kiếm thêm á anh ơi. Ba đứa con. Tặng thì anh lên mở tặng thì em sẽ tặng nha. Rồi. Tặng mấy cục sạc rồi đi mấy anh ơi. Cái này nè. Đây. Tặng mấy cục sạc rồi nhá. Nè, Realme nhà 1 cục. 2 3 4 nha mấy anh. Rồi cục này cục gì không biết nữa nha. Đó tự nó này theo thứ tự nha. Tặng luôn à chứ không có bán tặng anh ơi. Tặng luôn đi Phan, để em lên mã tặng nha. Chưa lên mã anh ơi. Kìm chết là kìm bấm. Dạ kìm chết là kìm bấm nha anh, 160.000. Kìm chết là kìm bấm 160.000 nha anh. Anh có chốt thì anh lên kìm chết 16. Rồi lên mã tặng mù nha mấy anh, tặng mù đi, lên mã tặng mù đi là có 5 anh nha, 5 anh. Tặng mù nghĩa là tặng không thấy đường. Là tặng không, tặng mù là tặng không thấy đường á. Tặng mù đi mấy anh ơi, tặng mù nha, cái này em tặng nha, không có bán nha. Tặng cho xuống dưới rồi. Chưa chưa. Nè dán tiếp ông Bảo ơi. Dán đi. Bảo. Nè, dán tiếp để tôi ấy để nó chạy. Rồi tặng mù anh Quang Lê đầu tiên. Tặng mù luôn vậy. Tặng luôn. Đi sao đi trời. Tặng mù cho anh Lê Dương Thanh Phong thứ hai. Anh Vũ Minh thứ ba. Anh Hải Âu. Tô ốm. Anh Phụ Hồ. Số 5. Mai nhớ vô ủng hộ em nha anh Phụ Hồ. Không gầy vắng anh. Ăn Tết chứ anh ăn Tết quá lâu rồi. Anh Quốc Đạt nữa nè. Rồi hết nha mấy anh.
Rồi chúc mấy anh ngủ ngon nha. Em sẽ chụp hình gửi qua mấy những mã tặng hoặc là mã mấy anh chốt qua nha. Đúng hàng thì mấy anh ngày mai vui lòng cọc đặng mình đi đơn. Cọc sớm thì sẽ đi đơn sớm nha mấy anh. Rồi chúc mấy anh ngủ ngon. Hẹn gặp lại ngày mai nha. Rồi bấm tắt đi bảo ơi. Tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi.